Vâng, tin nhiên chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhé. Tiếp tục với chương trình video, hôm nay em lên cho bác một số sản phẩm em đang phân phối nhé. Một số sản phẩm mới, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, giá thì cực kỳ tốt nhé, bao giá thị trường nhé. Bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Đó thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay nhé. Các bác lưu ý là bên em giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thanh toán nên là các bác cứ yên tâm mua hàng nhé. Hôm nay là rất nhiều sản phẩm ưu đãi và cũng là xả kho. Chuẩn bị Tết nhất các bác nhá. Rất nhiều mã hàng tốt gửi bác nhá. Các bác cùng đón xem video. Cái sản phẩm đầu tiên hôm nay thì là cái mã nồi chiên không dầu nhá. Đấy, mã nồi chiên không dầu. Thì em đầu video em cũng quay luôn. Đó là hiện tại bên em còn sót kho một cái con nồi chiên, là cái con nồi chiên 7 lít nhá. Đấy, con nồi chiên 7 lít này. Vì bên em đang chuyển sang cái mã 10 lít rồi nên là không bán cái con 7 lít này nữa. Thì em còn một con em lên thanh lý nốt các bác nhá. Hàng nó vẫn còn là hàng mới nguyên hộp, chưa qua sử dụng nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp hết luôn. Rất là ngon lành, nó sót kho, còn đúng một con như này em lên mã xả kho nốt. Đó thì bác nào có nhu cầu về cái con thanh lý này thì liên hệ trực tiếp nhá. Giá của nó cực tốt, còn duy nhất một con thôi, em báo giá luôn. Đây con này thì nó là nồi 7 lít của Camel nhá. Đây nồi 7 lít của Camel. Đây cái thông số của nó thì công suất là 1500W này. Đấy, nói chung là nồi 7 lít. Các bác dùng gia đình cái thứ thoải mái rồi. Còn sót một con thì em cũng lên thanh lý nốt. Hàng mới tinh nhá, vẫn nguyên siêu này. Đấy, về các bác tự bóc siêu nhá. Đó, nồi chiên không dầu 7 lít. Vì đang chuyển sang cái mã 10 lít rồi nên là cái mã 7 lít bên em không bán nữa. Sót một con em lên thanh lý nốt thôi. Các bác lên mã luôn cho em là cái nồi chiên 7 lít thanh lý. Đấy, nồi chiên 7 lít thanh lý các nhá. Nồi chiên 7 lít thanh lý này. Nồi chiên 7 lít thanh lý này. Đấy, thanh lý nhá. Con này thì bữa trước em đang bán giá là đi 700k, hôm nay thì em thanh lý luôn. Giá 450k. Bao ship tận nhà. Đấy, bao ship tận nhà. Riêng con thanh lý này thì các bác chốt thật là nhanh vì nó có một con thôi. Đấy, bác nào mà chốt trước là được luôn. Đấy, chốt trước là ngon luôn. Giá chỉ có 450.000 thôi nhá. Đấy, thanh lý gọi là lỗ vốn luôn rồi vì nó có một con mà. Tiếp theo thì là cái mã nồi chiên 10 lít này. Đấy thì bên em hiện tại đang phân phối cái dòng nồi 10 lít này là nhiều hơn này. Con 10 lít này thì đây, tổng quan nó đây, rất đẹp nhá. Hàng rất xịn sò, ngon lành, bóng loáng luôn này. Các bác này. Con này thì cái nút chỉnh các thứ nó sẽ trên này nhá. Ngăn thì rất là to, rộng rãi. Riêng ngăn của nó rất là rộng rãi luôn. Đây nó vẫn còn nguyên seal này. Đó, đợi chút để em bóc cái này ra. Nguyên vẫn còn nguyên seal nhá. Hàng rất là ngon này, cứng cáp xịn sò luôn. Đây các nhá, đây bên trong này. Đấy, bên trong này. Rất là ngon nhá. Rộng rãi, con này 10 lít thì các bác nướng con gà thoải mái luôn. Giá của nó thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Đó. Hàng thì nó rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy. Bên này là cái nút chỉnh thời gian này, còn bên này là nút chỉnh nhiệt độ này. Đây ví dụ như là các bác nướng gà này, nướng gà nướng cá trong nhiệt độ là 200 phút trong khoảng là từ 15 đến 20 độ C thì các bác xoáy cho em. Ví dụ như là nướng cá này là 20 phút chẳng hạn này, các bác xoáy đến cái số 20 này. Đó, và các bác chỉnh nhiệt độ này lên đến 200 độ C nhá. Đấy, các bác xoáy đến 200 độ C và cứ tự động là nó nướng thôi. Đấy, đến lúc nào nó nướng xong cái là nó. Đấy, nó kêu keng cái là các bác đã nướng xong nhá. Rất là ngon lành, dễ dàng sử dụng. Mà nó không sử dụng dầu mỡ, các bác sử dụng nó rất an toàn. Con này thì cái đây em sẽ quay về cái thông số của nó này. Con này thì cái thông số của nó là 1350W nhá. Và nó sử dụng là điện là 220. Hàng xuất Nhật mà, sử dụng điện 220. Hàng của thương hiệu Camel. Đấy, dòng điện 220 và công suất là 1350W. Nên là các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, dùng cực kỳ tiện. Về các bác cắm điện 220 thoải mái. Đó, tổng quan nồi đây, rất đẹp nhá. Nhìn rất xịn sò, bóng sáng loáng luôn. Đó đây, quay em lần nữa này. Rất đẹp nhá, rất xịn sò ngon lành này. Đó, gửi đến bác luôn nhá. Đó, con này là con 10 lít này. Đây, đấy, con 10 lít này. Đó thì các bác cứ lên mã luôn cho em là con sản phẩm là nồi chiên 10 lít nhá. Con nồi chiên 10 lít này thì hiện tại bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá thì chỉ có 790.000 một con này thôi. 790k. Và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Đấy, con này là nồi chiên 10 lít các nhá. Đấy, nồi chiên không dầu 10 lít. Hẳn 10 lít luôn. Đấy. Bữa trước đang bán nó còn 8 lít mà cũng đã 800 rồi, nhưng đợt này thì giá của nó cực tốt rồi. Giá tranh thủ giá giảm giá cuối năm mà, nên là các bác mua đi. Giá của nó quá tốt luôn. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá. Đây, hàng rất đẹp, xịn sò ngon này. Nồi chiên 10 lít là 790 nhá. Còn cái con nồi chiên 10 lít là 790, còn cái con 7 lít này là em thanh lý 450. Các bác nhanh tay vào. Còn 10 lít thì thoải mái để phục vụ các bác. Bác nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em mới về với cái dòng kim chỉ của nhá. Đấy, kim chỉ đá lửa, một trong những cái dụng cụ rất là thiết yếu rồi. Đấy. Trước mẹ em đi lính là có cái món kim chỉ đá lửa này cần thiết lắm này các bạn. Đấy, kim chỉ về các bác khâu vá quần áo các thứ nhá.
Hàng thì rất xịn sò luôn, combo ngon lành đầy đủ luôn nhá. Sẽ gồm có là dao giết các thứ này. Đấy, dao kìm. Đó, rồi là cái phần khâu chỉ này, kìm cắt này con này. Đó, kìm cắt rồi cả kim băng nhá. Nói chung là những cái đồ này này, cái đồ này thì bác nào phụ nữ già già là hay biết cái món này này. Cái món này em trước em cũng nhìn rồi nhưng mà cũng không rõ nó là cái gì. Rồi là cả dây thước đo nhá. Đó, rồi là cúc áo này. Đấy, cúc áo luôn nhá. Hàng rất xịn sò nguyên hộp luôn. Đó, khay bên đây là khay bên trên này, khay bên dưới nhá. Khay bên dưới này, khay bên dưới thì đây sẽ có kim luôn nhá. Đây, một hộp kim này. Đó, một hộp kim nhá. Đấy, một hộp kim này. Và đi kèm thêm là những cái cuộn chỉ như này, nó đa màu sắc luôn nhá. Đấy, nghĩa là phù hợp các loại vải, loại quần áo, đa dạng màu sắc luôn. Quần áo màu gì có ướm màu vào, đúng màu được bác khâu vá các thứ ra. Rất là xịn sò ngon lành luôn. Đấy, nó nói chung là cái bộ này đa chức năng luôn nhá, xịn sò ngon lành, giá của nó cực kỳ tốt, có cả cái hộp này đi kèm rất là xinh. Đấy, dùng xong rồi các bác đậy trong để trong hộp này, cất đi thì rất là gọn gàng, không rơi vãi linh tinh các bác nhá. Rất ok luôn, giá thành thì cực kỳ tốt nhá. Giá thành thì quá rẻ rồi. Cái con này, giá thì hiện tại em đang bán một cái bộ kim chỉ như này. Giá chỉ có 35.000 thôi nhá. Đấy, giá 35.000 một bộ này nhá. Đây, 35.000 cho một cái bộ này full combo cả kim chỉ các thứ các kiểu luôn. Đó. Nói chung là đầy đủ hết luôn. Đấy, 35.000 một bộ nhá. Đấy, đựng trong cái hộp như này, xách đi xách lại này, rất là xinh nhá. Đó, nhìn rất là hay, đẹp. Đó đây, 35.000 bộ nhá. Đó, rất xinh. Các bác lên mã luôn cho em là cái bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ này. Kim chỉ nhá, kim chỉ. Kim chỉ. Bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ 35k nhá. Đấy, 35k cho một bộ kim chỉ này. Giá quá rẻ luôn nhá. Các bác mua đâu được cái bộ kim chỉ này. Đầy đủ các thứ kim băng, kim đồ là chỉ chiếc các thứ rồi. Giá chỉ có 35 cành thôi. Quá rẻ. Rất xịn sò ngon lành nhá. Đó. Cái sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn ít cái con túi đeo chéo này. Đấy, còn mấy cái con túi đeo chéo nhá. Hàng rất xịn sò luôn. Con này thì để cho bác đeo đeo đựng đồ, đựng điện thoại các thứ ra. Các bác mang đi du lịch, đi chơi. Đó, các thứ ra rất tiện nhá. Các bác để đồ này ra trong này. Dạng nó là dạng da luôn nhá. Đấy, da này. Có dây đeo nhá. Dạng này là dạng đeo chéo hoặc là đeo sau lưng đều được luôn. Đó. Bên trong này rất nhiều ngăn này, ngăn phụ, ngăn chính đầy đủ luôn nhá. Ngăn bên cạnh này, khóa này, khóa sáng bóng luôn nhá. Đó. Khóa sáng bóng luôn, rất xịn sò ngon lành nhá. Đây, rất xịn sò ngon lành. Còn đây, đây là cái hình con cá sấu này, rất đẹp luôn. Đó, rất xịn sò nhá. Hôm nay thì em còn có mấy chiếc em xả nốt, còn hình như 3-4 chiếc nữa, xả nốt với bác luôn nhá. Đấy, xả nốt luôn. Các bác lên mã luôn cho em với con sản phẩm là túi chéo nhá. Đấy, túi chéo đi cho nó dễ. Vì có mấy mã túi cơ, sợ nó nhầm, túi chéo này. Đó, túi chéo nhá. Túi chéo màu đen. Đó, túi chéo. Túi chéo này thì bữa trước đang bán giá là 160k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho còn có mấy chiếc bán nốt 100k. 100k một con này nhá. Đấy, 100k một con túi chéo này. Giá cực tốt của bác luôn. Đấy, các bác tranh thủ mua đi. Đấy, còn có mấy chiếc xả nốt thôi. Đấy, thi thoảng thì em có cái đợt xả hàng này. Còn những cái món nào ít món mà nó không có nhập về hàng nữa thì em xả nốt luôn. 100k một con túi chéo nhá. Đấy, giá quá rẻ luôn nhá, 100k một con. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con massage 3D này. Đấy, con này massage 3D rất hay này. Con này thì nó massage đa vùng, đa chức năng luôn. Đấy, nó các bác về massage mặt này. Đấy, massage cổ, vai, gáy. Đấy, chỗ nào mà các bác đau đớn, đau mỏi, đùi điếc này, trên người ngậm, tay chân các kiểu luôn. Đó đây, tổng quan đây, sáng bóng luôn nhá. Con này thì chất liệu nó là nhựa ABS nhá. Đấy thì về các bác massage chân tay, người ngậm này. Đấy, massage chân tay, người ngậm các thứ ra. Đầu ngón tay, ngón chân, cổ, vai, gáy các thứ ra. Ở đây thì nó là cái dạng con lăn nhá. Đấy, dạng con lăn như này. Đấy, nó thì khi bác massage nó cứ sẽ lăn này trên cái phần thân người của các bác các thứ ra. Rất là ngon, xịn sò luôn. Đấy, dạng con lăn như này. Giá của nó thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Các bác lên mã luôn cho em đấy, con sản phẩm là massage 3D nhá. Đây, massage 3D này. Đấy, chất liệu là nhựa ABS nhá. Đấy, nhựa ABS massage 3D. Giá con này thì bữa trước bên em đang bán giá là 100k. Hôm nay thì bên em cũng còn có mấy bộ xả kho nốt luôn. Massage 3D. Massage 3D nhá, massage 3D này. Giá thì đang cực tốt của bác luôn. Giá là 50k một con. Đấy, 50k một con massage 3D như này. Đấy, massage 3D 50k một con như này. Đó. Thân nhựa ABS cao cấp nhá, nó rất hay. Con này các bác có thể massage hai đầu luôn nhá. Đấy, massage đằng này này, rồi đằng này các bác dùng các bác vuốt này. Đấy, các bác vuốt ví dụ lòng bàn tay, bàn chân các bác vuốt này. Massage các thứ phần điểm huyệt các thứ ra đấy. Đỡ đau người, đau ngậm được bác. Massage mặt, chân tay, người ngậm ra. Giá chỉ có 50.000 một con nhá. Các bác lên mã cho là massage 3D 50k. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con dây đèn led 8m, xin lỗi bác là 5m này, có điều khiển
có điều khiển từ xa nữa nhá. Đấy, con này thì bán quá nhiều rồi. Hôm nay thì mình em tiếp tục về lô mới, và lô mới thì giá của nó là cực tốt của bác luôn. Hàng thì sẽ là hàng nguyên vỉ nguyên hộp này của bác luôn nhá. Đó, hàng rất xịn sò ngon lành. Đây, em sẽ quay view chi tiết và hướng dẫn các bác cách đấu nối sử dụng luôn. Con này thì nó có cái phần để các bác dán được con nhá. Các bác dán được thì rất là ngon. Đầu tiên thì sẽ có là một cái củ nguồn này. Đấy, củ nguồn này của nó là củ nguồn đầu ra đầu vào là 220 nhá, và đầu ra của nó là 12V. Đấy, con này sử dụng 12V, điện 12V nhá. Đi kèm thêm là một cái củ này. Đấy, thì về các bác cắm cái củ xem. Củ này là cái củ nguồn để các bác điều khiển ở đây. Đấy, và cái đầu này là các bác cắm cái dây này. Đây. Đây là cái cuộn dây led nhá. Dây cuộn này của nó là dài là 5m. Đấy, dài 5m. Và đây thì khi mà các bác về các bác sử dụng ở đằng phần này này, nó có một cái tấm bảo vệ này các bác bóc ra. Bên trong nó có một cái lớp băng dính này. Đấy, băng dính này, để các bác dính vào đồ đạc các thứ ra. Đấy, các bác dính vào đồ này. Đây là các bác nhìn này, đấy, nó dính này. Dính rất chặt luôn nhá. Đó thì các bác kết nối rất dễ thôi. Các bác nhìn cho em hai cái phần mũi tên các thứ này. Đấy, đợi chút điểm lên nhét cho. Đây, đấy các bác nhìn cái mũi tên này. Đấy, hai cái mũi tên nó khớp vào nhau này. Đấy, khớp vào nhau và các bác cắm cho em vào. Đấy, các bác kết nối vào. Đấy, các bác kết nối vào cho em. Nó rất là dễ dàng kết nối thôi các bác nhé. Đó, các bác kết nối vào này. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Và các bác sử dụng cái điều khiển. Đấy, sử dụng cái điều khiển đi kèm. Đây, cái điều khiển đây. Đấy, cái điều khiển này các bác có thể bật tắt ở trên này. Rồi các bác chỉnh các màu. Con này thì nó sẽ có là 17 triệu màu luôn nhé. Đấy, 17 triệu màu, các màu luôn. Đa sắc màu nhá, 17 triệu màu, pha màu lẫn lộn các kiểu các thứ luôn. Ở cái điều khiển này nó có một cái lớp cell pin này, về các bác rút ra cho em, rút ra. Đấy, và các bác với điều khiển được nhá. Đấy, các bác lưu ý đấy. Đây giờ sẽ cắm test cho bác xem này. Đây này các ơi, đấy em đã cắm test thử này. Đó thì bây giờ em sẽ dùng cái điều khiển này thử điều khiển cho bác xem nhá. Đấy, tắt này. Đấy, em chỉnh các màu nhá. Đó, chỉnh sang các chế độ màu này. Đấy, chỉnh các chế độ màu luôn nhá. Đó, nháy nhanh nháy chậm cũng ở đây luôn này. Đấy, nói chung là nó ở cái điều khiển hết các nhá. Các bác chỉnh các chế độ nó ở cái điều khiển hết luôn. Đó, nháy nhanh nháy chậm. Nháy các kiểu luôn nhá. Đây lấy điều khiển bật cho bác xem nhá, bật này, lấy điều khiển bật này, on này. Off này, on này, off này. Đó, các bác điều chỉnh các bác bật lên này. Đấy, bật lên nhá. Các bác chỉnh các màu này. Đấy, màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu đỏ này. Đấy, màu đỏ nhá. Nháy các kiểu màu luôn. Nói chung là nó loạn xạ. Các bác dùng cái điều khiển này các bác chỉ chỉnh các chế độ cho em. Đấy, dùng cái điều khiển này chỉnh các chế độ cho em. Đó đi đây. Nó rất là nhiều màu nhá, 17 triệu màu luôn, nháy rất đẹp luôn. Các bác mua về, các bác trang trí nhà cửa rồi các bác sử dụng. Rồi là nói chung là các bác sử dụng trong rất là nhiều việc, trang trí, trang chủng các thứ giờ rất đẹp luôn nhá. Đấy, một cuộn này của nó 5m, rất là ngon, xịn sò nhá. Đấy thì các bác lên luôn mã cho em nó con sản phẩm là cái bộ led 5m này. Đấy, 17 triệu màu nhá, bộ led 5m 17 triệu màu, đầy đủ phụ kiện, nguồn nhiếc, điều khiển các thứ luôn. Giá này cứ gửi đến các bác cực tốt luôn. Đó, các bác lên mã cho em là led 5m nhá. Led 5m này. Led 5m. Đấy, 5m này. Đấy, cho nó dễ phân biệt nhá, không phải tránh tình trạng này nhầm. Giá thì bữa trước đang bán 120k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho về lô mới. 80.000 một bộ nhá, 80k một bộ. Đấy, 80k một bộ nhá. Các bác lưu ý là không bao ship, không bao ship. Các bác lấy hai bộ trở lên thì em bao ship, hai bộ bao ship. Đó, hai bộ là bao ship. Còn là giá cũ của nó là đi 80.000 một bộ nhá. À, giá cũ của nó 120. Đợt này đang giảm còn có 80.000. Các bác lấy hai bộ bao ship, còn lấy một bộ không bao ship nhá. Bộ là bộ mã của nó là bộ led 5m nhá. Giá cực kỳ tốt của bác luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm tẩy xanh nhá. Đấy, tẩy xanh rất là ngon, xịn luôn. Đây. Con tẩy xanh này. Giá thì hiện tại mình em đang bán một cái hộp tẩy xanh này, giá chỉ có 30.000 hộp thôi. Đấy, con này thì chuyên cho bác mua về. Các bác sử dụng để tẩy son nồi. Đó, tẩy son nồi rồi, thậm chí là các bác tẩy cả xe ô tô, vành bánh xe ô tô luôn nhá. Rồi là chuyên để các bác tẩy son nồi rất là xịn sò nhá. Đây, hàng nó đây. Các bác mở ra thì nó kiểu dạng đây của nó dạng keo này này. Đấy, dạng keo quánh quánh này. Rất là ngon nhá. Đấy thì về các bác sử dụng, các bác lấy cái bột này, các bác chát lên cái phần son nồi, các bác nói chung là các bác muốn vệ sinh ấy, các bác chát lên cho em. Và các bác kỳ, lấy búi rác các bác kỳ khoảng tầm 2 đến 3 phút rất là ngon luôn. Giá thì hiện tại em đang bán một cái hộp tẩy xanh này, giá là 30k. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế video cái con sản phẩm này người ta sử dụng này. Đây em sẽ mở thực tế cái video sản phẩm người ta sử dụng đúng không nhá. Đây. Uầy, cái kem tẩy son nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người.
người cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đấy, thấy không? Mình sẽ làm rất sạch, rất ngon luôn nhá, cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy rất là ngon nhá, xịn sò. Đấy là thực tế về cái con sản phẩm người ta sử dụng thực tế đấy nhá. Đấy, về cái con sản phẩm tẩy xanh này rất là ngon, lành, xịn sò, em bán cực kỳ nhiều rồi. Giá thì hiện tại bên em đang bán là 30.000 hộp nhá. Các bác lên mã luôn cho em là tẩy xanh. Đấy, tẩy xanh, giá là 30k nhá. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng cũng là cái dòng phụ kiện của nhà bếp này. Đó là một cái con vòi hút dầu rửa bát nhá. Đây, một cái con phụ kiện, nó nói chung là con này các bác rất đáng để dùng luôn. Rất là ngon, xịn sò nhá. Hàng chuẩn, chất lượng cao. Đấy, hàng chính hãng luôn. Đó, hàng mới nguyên hộp, chưa qua sử dụng quá nhá. Con này thì chuyên để các bác về các bác lắp đặt để các bác hút cái phần dầu rửa bát cho mình ấy. Đấy, hàng này nó sẽ có đi kèm là đầy đủ phụ kiện, rong, giếc các thứ rồi để các bác có thể là về các bác lắp đặt luôn. Đấy, nó rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng thôi. Đây em sẽ lắp thử với bác xem này. Đấy, lắp thử với bác xem nhá. Đó. Ở đây thì sẽ gồm có là một cái đầu hút này. Đấy, cái đầu hút này thì về các bác cắm trực tiếp vào cái phần can rửa bát, cái can nước rửa bát xem. Đó, và cái phần đầu này thì về các bác nối vào. Đấy, nối vào đây. Và các bác cho lên đây cho em. Đấy, các bác nối vào cái phần này, ống này cho em này. Đấy, về các bác lựa các bác nối vào. Nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đó, rất là dễ dàng lắp đặt nhá. Đó thì đây, về thì nó sẽ như này, nguyên lý sử dụng thì các bác lắp vào cái phần bồn chậu rửa bát này mình, các bác hút cái phần dầu rửa bát lên, các bác không cần phải san ra chai các thứ, cứ để cả can to luôn các bác sử dụng nhá. Đấy, nghĩa là các bác cứ dùng đâu là các bác đẩy ấn vào là nó sẽ tự động nó hút lên đến đấy. Đi kèm là nó có các phụ kiện đầy đủ đi kèm để về các bác lắp đặt rất là ngon này và dễ dàng lắp đặt luôn nhá. Đây em sẽ mở thực tế cái video sản phẩm người ta test sản phẩm người ta sử dụng luôn nhá. Nó rất là dễ dàng sử dụng đây, các bác nhìn này. Đây. Đấy, có thấy không? Đó, cái con này chuyên để hút dầu bát này. Đấy, về các bác lắp đặt vào nhá. Đấy, có thấy không? Đây này, nó hút ở những cái can dầu bát lên này. Đấy, hút lên cái bồn dầu bát như mình nhỉ. Đấy, về bác nào có cái lỗ ấy, hoặc bác nào không có các bác chế, mua cái khoan về, các bác đục cái lỗ ra các bác chế vào. Đó, các bác lắp đặt vào nhá. Nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Nghĩa là khi nào các bác dùng cũng không cần phải dùng những cái can các bác chia ra nó lằng nhằng nữa. Đó, là các bác cứ thế các bác lắp đặt vào, cứ ấn cái là nước rồi bát nó ra. Rất là tiện mình nhá. Mà nó nhỏ gọn, nó đỡ bừa bộn. Các bác để trên cái bàn bếp cho mình nó vướng víu thứ ra. Đấy, nó chỉ có một tí nhỏ gọn này thôi, còn nó, tất cả nó giấu dưới gầm luôn. Nhìn nó rất là gọn gàng, ngăn nắp và rất ok nhá. Giá của nó thì cực kỳ là tốt gửi bác luôn. Đấy, con này thì bữa trước bên em đang bán cái con vòi hút rửa bát này. Giá cũ thì hiện tại đang bán là 120k. Đấy, 120k. Hôm nay thì bên em về lô mới thì cũng giảm giá xả kho luôn. Các bác lên mã luôn cho là cái con vòi hút rửa bát này. Đấy, vòi hút dầu rửa bát đi cho nó dễ. Đấy, vòi hút dầu rửa bát. Giá cái con này bữa trước đang bán là 120k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. 80.000 một bộ nhá. Đấy, 80k một bộ. Giá chỉ có 80.000 bộ thôi. Đấy, rất là xịn sò ngon lành này. Inox 304 luôn nhá. Đấy, inox 304, còn con phần ống này là nhựa ABS cao cấp luôn, rất là dẻo dai ngon lành. Đó, nói chung là con này các bác dùng thì siêu bền rồi, không có gì phải chê trách con này cả. Bán quá nhiều con này luôn, trước em bán nhiều lắm nhưng đợt này nó không có hàng lâu lắm, nó về cái lô mới này, mà về lô mới này giá cực tốt luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một bộ vòi hút rửa bát nhá, các bác nhanh ta đặt hàng. Cái sản phẩm tiếp theo là cái dòng sản phẩm dép đi trong nhà này, bên em lại tiếp tục về lô mới nhá. Con này thì bán quá chạy từ nọ rồi, bán cực kỳ nhiều nhá. Đấy, dòng sản phẩm dép đi trong nhà rất là ấm áp luôn, êm ái, ngon lành, sạch sẽ, nó lịch sự. Đấy, lịch sự. Con này thì chất liệu của nó là dạng đế xốp nhá. Đấy, đế xốp, còn phần trên này thì nó trần nỉ bông này. Đấy, đi miền Bắc thì ấm áp, miền Nam thì các bác đi nó rất là sạch sẽ, nhìn nó lịch sự. Đó, các bác có khách nhà, có khách khứa giờ vào. Đấy, người ta bỏ giày ra. Đấy, thì người ta có cái đôi dép, người ta đi vào nhà, nhìn nó rất là ngon lành, ok luôn. Đó, đa sắc màu. Hàng này thì hàng của nó là hàng không có sai nhá. Đấy, các bác lưu ý là hàng không có sai. Đấy, hàng thì nó chỉ có một sai thôi. Đấy, hàng chỉ có một sai thôi, hàng không có sai. Nói chung vì nó là dép đi trong nhà mà. Đấy, nên là hầu như thì sai của nó là cái sai chung, nên là các bác rất là dễ đi rồi. Bác nào cũng có thể đi được, chân to chân bé đi vừa hết luôn. Nó rất là ngon lành nhá. Dạng đế xốp này, đi không bị trơn trượt này. Đấy, và đi nó rất là êm chân nhá. Đó, miền Bắc mùa này các bác đi nó rất là mát này. Đó, rất là ngon lành luôn. Giá của nó thì cực kỳ hạt rẻ luôn.
các bác lên mã luôn cho em là cái con sản phẩm là dép đi trong nhà. Đó, dép đi trong nhà. Dép đi trong nhà giá thì hiện tại bên em đang bán giá bán lẻ là 40.000 một đôi nhá. 40k một đôi này. Đấy, 40k một đôi. Còn nếu mà các bác cũng lấy là 5 đôi trở lên. Đấy, 5 đôi trở lên thì bên em bao ship nhá. 5 đôi là 200k bao ship. 200k. Bao ship, còn các bác lấy lẻ một đôi là 40k nhá. Lấy lẻ một đôi là 40k. Giá cực kỳ rẻ gửi bác luôn. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng mic Mỹ này, mic Nhật này. Tiếp tục lại về cái lô mic Mỹ, mic Nhật rất là ngon lành xịn sò luôn. Cái con mic Mỹ này thì giá hiện tại đang bán là 350.000 một bộ nhá. Hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp gửi bác luôn. Đây. Đó, của thương hiệu Su nhá. Made in USA này, rất là ngon lành luôn này, chất lượng này. Đấy, hàng nguyên hộp gửi bác luôn nhá. Con này chuẩn bị Tết nhất rồi, các bác mua về KH các thứ rồi, chuẩn chỉ ngon lành luôn. Hàng nguyên hộp gửi bác nhá. Đây em sẽ review quay trực tiếp bác xem này. Đây ở đầu đầu tiên là một con thân mic chính này. Đấy, hàng rất đẹp luôn nhá các bác nhìn này. Đấy, hàng sáng đẹp. Đấy, nói chung là sản phẩm mic Mỹ các bác nhìn này. Đấy, nó rất là đẹp. Đấy, nhìn nó con mic nó rất xịn sò. Cái con này nó thiết kế rất hay. Đấy là khi mà các bác sử dụng này, nó cái phần nút on off ấy thì nó sẽ là một cái vòng xoay, nó thiết kế ở được cái phần đuôi này. Đấy, nó không như những cái dạng khác là các bác trượt hoặc là các bác bấm nút. Nhưng cái con này thì nó thiết kế cái dạng vòng xoay nó rất là hay. Đấy, nói chung là hàng nước ngoài thì bao giờ nó thiết kế nhiều khi nó cũng rất là dị. Đó. Đi kèm thêm thì sẽ có cho các bác là một cái sợi dây dài 5 mét như này. Đó, một sợi dây dài 5 mét nhá. Dây là dây chống cập chống rối luôn. Đó. Phần đầu mic này các bác nhìn này. Đấy, phần đầu mic rất đẹp luôn nhá. Sáng bóng sáng choang luôn. Đó, đây cái phần đầu này. Đồng luôn nhá, rất là ngon này, kết nối cực kỳ ngon. Con này thì mic thì thu rất là tốt nhá, mic thu cực tốt và nó không bị không hú. Đấy, hát không bị hú. Sản phẩm thì rất là nhiều người phản hồi cực kỳ tốt rồi. Đấy, đây. Rất là ngon nhá. Đấy, về các bác kết nối trực tiếp vào âm ly nhà mình các bác sử dụng thôi. Hát karaoke rất là ngon lành luôn. Đó thì các bác lên mã luôn cho em mấy con sản phẩm là cái con mic Mỹ này. Con mic Mỹ này thì hiện tại bên em đang bán giá là đi 350.000 bộ nhá. Mic mic dây Mỹ nhá. Mic dây Mỹ thì là 350k. Đó, mic dây Mỹ này. Mic dây Mỹ. Đấy, mic dây Mỹ này. Giá là 350k bộ nhá. Đấy, 350k bộ. Đó, 350k rất ngon lành xịn sò. Ngoài ra thì bên em có cái dòng sản phẩm là cái con mic dây Nhật này. Đấy, mic dây Nhật các nhá. Mic dây Nhật đây. Đó, con mic đây đây xin lỗi các bác đây, con mic dây Nhật đây. Con này thì của thương hiệu Tomaha nhá. Đấy, Tomaha, rất là ngon lành luôn. Đây, đó, con sản phẩm mic Tomaha của Nhật này, rất là ngon lành xịn sò nhá. Con này thì bán cũng quá nhiều rồi, trước bán ác lắm luôn ấy. Đó, bán kinh khủng luôn, nhưng mà đợt này thì về lô mới giá của nó cũng sẽ có giảm đôi chút nhá. Giá cực tốt được bác luôn. Đây, con đây có thân mic chính nhá. Đấy, có chữ Tomaha dập chìm luôn trên thân nhá. Đó, đây, nút bật tắt của nó đây nhá. Đây em sẽ tháo cho bác xem về cái phần nõ mic bên trong này. Hàng cực kỳ đẹp luôn, rất xịn sò. Các bác nhìn này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây có cái logo logo chống hàng giả nhái đây này. Đấy, logo chống hàng giả nhái nhá. Rất là ngon lành luôn. Đây là cái phần dây này. Đấy, dây của nó là dây 5 mét nhá. Dây là dây 5 mét luôn. Đấy, dây 5 mét. Dây chống gập chống gối luôn nhá. Đó, rất xịn sò. Ngon lành cả nhà luôn. Về các bác tiết nhất karaoke cô cũng nhờ. Đấy, hát hò vui vẻ ngon lành luôn nhá. Đấy, về đây các bác kết nối vào, nó rất là dễ dàng kết nối và sử dụng thôi. Đó đây. Đó, về kết nối ngon lành luôn nhá. Đó, đây tổng quan mic nó đây. Nói chung là hàng thì ngon, chất lượng cao. Đấy, hàng xịn sò thương hiệu luôn nhá, Made in Japan. Rồi các bác lên mã luôn cho con sản phẩm là mic dây Nhật. Mic dây Nhật này thì giá cũng cực tốt của bác luôn. Bữa trước đang bán giá là 350k. Hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Mic dây Nhật này. Mic dây Nhật này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. 300k bộ nhá. Bao ship tận nhà. Đấy, 300k bộ bao ship tận nhà luôn. Đấy, hàng rất xịn sò ngon này. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái lô bóng điện này. Đấy. Vẫn còn ít cái lô bóng điện, em cũng lên bán nốt cho bác này. Giá thì hiện tại đang bán 100.000 một đôi này bao ship. Con này thì sẽ gồm có là một cái con to. Đấy, một con to và một con nhỏ này. Đấy, hàng này thì của nó là dạng nhựa meca thôi. Nên là các bác yên tâm là rơi thoải mái. Đó, vận chuyển thoải mái luôn, không vấn đề gì đâu. Đó. Hàng thì nói chung là trong quá trình vận chuyển thì đấy, về thì các bác xoáy cho em cá là ngon, lại ngon lành luôn, dạng đuôi xoáy đuôi phổ thông. Công suất thì một quả to của nó là đi quả to này của nó là 30W này. Đấy, 30W. 30W nhá. Và quả nhỏ của nó là 15W này. Đấy, 15W. Hàng siêu tiết kiệm điện luôn, rất là ngon lành, sáng cực kỳ các bác nhá. Đấy, sáng cực kỳ luôn. Đấy thì rất là ngon lành. Giá thì hiện tại bên em đang bán một cái đôi bóng như này là 100k. Đấy, 100k và bao ship này. Đấy. Các bác lên mã luôn cho em là bóng đôi. Đấy, bóng đôi. Đấy, bóng đôi 100k bao ship. Đấy, rất là ngon lành nhá. Đây, một đôi bóng như này. Một con to là 30W nhá và một con nhỏ là 15W nhá. Đấy, rất là hay. Đó, mua về. Các bác lắp thắp những cái vị trí như là cổng kiếc nhà mình cũng được.
đó, rồi là nhà vệ sinh các thứ ra đấy, vì nó giá của nó đi cực kỳ hạt rẻ rồi, giá chỉ có 100.000 một đôi thôi, bao ship tận nhà nhá. À, đi kèm thêm thì có cái món này cũng rất là hay này, các bác có thể là mua kèm thêm, đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi đèn lò xo này, con này thì dạng này của nó là dạng đuôi lò xo, đuôi di động nhá. Đấy thì ở đây thì cái đuôi này là dạng đuôi xoáy nhá, tích hợp công tắc luôn, công tắc bật tắt nhá, các bác dùng nó còn lên không dùng nó tắt đi. Đó thì các bác có thể mua về kết hợp với cái con bóng như này. Đấy, kết hợp với con bóng như này các bác lắp đặt này. Đấy, rồi các bác có thể di động. Các bác di động nhá. Các bác di động, các bác về các bác lắp đặt vào, các bác di động, các bác mang đi các chỗ nào các bác cần sáng các bác cắm vào cho em. Đấy, di động nhá. Cái con này các bác có thể bẻ đi bẻ lại này. Đó, bẻ sang trái sang phải, bẻ gập vào. Rồi các bác treo lên, quặp lên như này, các bác treo lên cũng được. Rất là dễ dàng dụng mà rất là tiện. Giá thì một cái con đuôi đèn lò xo này, giá này chỉ có là 40k thôi các nhá. Đấy, 40k một con này. Các bác lên mã luôn cho em là con sản phẩm là đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá. Đuôi đèn lò xo này. Đuôi lò xo. Đuôi lò xo. Giá là đi 40k nhá. Đấy, 40k một cái đuôi này. Đấy, các bác có thể lấy kèm cùng với bóng đèn. Đấy, lấy kèm với bóng đèn nhá. Đuôi đèn lò xo 40k. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái con hộp màu trẻ em này. Đấy, về cái lô hộp màu trẻ em rất xịn sò nhá. Con này thì của thương hiệu Good Duck này, một trong cái thương hiệu chuyên về đồ trẻ em, đồ gia dụng nó rất là nổi tiếng rồi. Con này thì bán quá nhiều luôn. Đó, tiếp tục lại về cái lô này. Đây, hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này nhá. Đấy, như một cái vali này. Đấy, các bác mua về làm quà cho con cháu nhà mình nhân dịp sinh nhật, rồi là đợt này đang cuối năm các thứ rồi, rất là ngon lành luôn. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem. Đó, hàng rất ngon lành luôn nhá. Đầy đủ phụ kiện đi kèm này, sẽ có là cho các bác là màu mè các thứ này. Đó, đầu tiên thì sẽ có là cái phần này là cái bút chì này. Đấy, bút chì, rồi là thước kẻ này, rồi là có cả màu nước luôn nhá. Đó, màu nước luôn. Rồi bên này là màu sáp này, rồi là tẩy này, gọt bút chì. Đấy, tẩy gọt bút chì các kiểu luôn. Ở đây thì sẽ có bút chì này, rồi là cái màu nước các thứ luôn nhá. Đấy, màu nước các thứ luôn, rất là ngon lành xịn sò luôn. Đấy, giá thì cực kỳ tốt của bác luôn nhá. Đó, đây đè di năng nhá, về cho các bác con các cháu nhà mình thỏa chức sáng tạo tô vẽ. Đấy, tránh xa điện thoại internet các thứ giờ đi, tivi thì viết đi. Đấy, các cháu nhà mình tập trung vào học bài vẽ vời các kiểu là nhá. Đấy, rất là ngon lành xịn sò, giá của nó thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó, các bác lên mã luôn cho em là cái con sản phẩm là hộp màu nước trẻ em nhá. Con này thì hiện tại bên em đang bán giá cực tốt luôn. Con này bữa trước đang bán 190k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, 190k giảm còn có 170k một bộ thôi. Đấy, bao ship tận nhà nhá. 170.000 một bộ hộp màu nước trẻ em này, bao ship tận nhà. Đó, rất xịn sò. Đấy, mua về các bác, mua về tặng con tặng cháu nhà mình rất là xịn sò ngon lành luôn nhá. Đây. Đấy, rất đẹp luôn. Nói chung là cái bộ này thì hiếm có khó tìm rồi, mà giá của nó cực kỳ tốt luôn. 170k một bộ thôi nhá. Bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con đèn năng lượng mặt trời này. Đấy, cái con sản phẩm đèn năng lượng mặt trời nhá. Đây, tiếp tục về cái lô mới này. Giá cũng lại cực kỳ tốt luôn. Con này thì các bác lắp ở ngoài trời đấy nhá. Đấy, vì hàng này của nó là hàng pin liền với đèn. Đấy, pin liền với đèn. Đây là cái giải pin này để sạc cho năng lượng mặt trời này. Bên trong là pin này, bên dưới là đèn luôn này. 2, 4, 6, 8 luôn nhá. 8 cái OLED như này, cực kỳ sáng luôn. Con này cũng có cảm biến chuyển động ban đêm nhá. Công suất là 200W và nó có một cái cảm biến nữa là cái cảm biến là giờ ban ngày là nó tắt nhá, mà còn ban đêm là tự động nó bật. Đi kèm lên thì sẽ có những cái phụ kiện khung khiếp để các bác về các bác lắp đặt này. Đó, khung khiếp bên trong này. Rồi là có cả điều khiển từ xa luôn nhá. Đấy. Ốc vít này các bác này, ốc vít này, rồi là cả điều khiển từ xa. Điều khiển này thì các bác có thể là on off bật tắt ở bằng cái điều khiển này nhá. Nó rất là dễ dàng dụng thôi. Tí nữa em sẽ test thực tế cái video em test cái con này buổi đêm, ánh sáng buổi đêm nhá, cực kỳ sáng luôn. Đấy, các chế độ sáng vừa, sáng mạnh, sáng lớn, rồi là cảnh báo LED nháy on off bật tắt ở bằng cái điều khiển này luôn. Nó rất là dễ dàng dụng thôi. Giá của nó thì cực kỳ bình dân nhá. Các bác lên mã luôn cho em là con sản phẩm là cái đèn năng lượng nhá, đèn năng lượng này. Con đèn năng lượng thì bữa trước đang bán giá là 150k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn, 130k bộ, bao ship tận nhà quá nhá. Đấy, bao ship tận nhà. Đây giờ em sẽ ghép cái video thực tế em test cái con sản phẩm này vào quá nhá. Đây thực tế thì em sẽ test cho bác xem cái con đèn này quá nhá. Đây thì các bác có thể dùng cái điều khiển góc bật này, các bác thấy không? Đó. Con này thì nó phải cảm biến cơ, cảm biến rời tối cơ thì đèn nó mới sáng lên. Đây, các bác thấy không? Sáng rực luôn nhá. Đấy, đây này, sáng chói như luôn này. Đó, cái giải led của nó này. Đây. Ở đây không? Sáng trưng luôn nhá. Đó. Rất sáng nhá. Đấy, nói chung là các bác lắp con này ở ngoài cổng thì rất là tiện, không mất một đồng tiền điện luôn. Đấy, không mất một đồng một tiền điện nào. Thì nó hấp thụ bằng năng lượng mặt trời mà.
thì năng lượng mặt trời nó cứ sẽ sạc pin cho cái cục pin ở bên trong này thì nó cứ sáng lên thôi. Ban ngày thì nó tắt và tối đến thì nó tự động sáng lên. Và các bác dùng cái điều khiển này và các bác điều khiển cho em. Đấy, bật tắt các bác điều khiển cho em. Đó đây. Rất sáng nhá. Đấy, rất sáng này các bác nhìn này, rất sáng luôn. Đấy cái con đèn năng lượng bên em đang sử dụng nhá. Đấy on off này. Tắt này. Đấy, bật này. Tắt này. Bật này. Tắt này. Bật này. Đấy rất là tiện dụng nhá. Rất tiện dụng đây em, ở chỗ này đang có ánh sáng nên là nó không cảm biến đâu nhá. Đây này. Đấy có thấy không? Rất sáng luôn nhá. Đây có thấy không? Đây rất sáng luôn này. Đấy, các bác thấy không? Rất sáng luôn nhá. Đó, rồi, đây là về cái con đèn năng lượng nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô kéo cành, à xin lỗi các bác, là cái kéo nhà bếp này, kéo bạc bếp. Đấy, kéo bạc bếp của Kabushi Japan. Dòng này thì nói chung là quá chất lượng rồi. Đấy, dòng của Kabushi Japan nhá. Đấy, kéo bạc bếp. Quá là dày dẫn nó chắn, các bác nhìn thân kéo này, cực kỳ dày luôn nhá. Tay cầm bằng kim loại luôn nhá, tay cầm bằng kim loại luôn nên cực kỳ chắc chắn luôn. Con này là chất thép SK5 nhá. Đây nó có cái chữ nội địa dập chìm trên thân này. Đấy, dập chìm trên thân. Cực kỳ là sắc bén luôn. Hàng này các bác cắt thức ăn, cắt nhà bếp, cắt gà, cắt vịt cho ăn luôn nhá. Cắt thịt, cắt xương, cắt thoải mái luôn. Đó, cực kỳ là xịn sò chắc chắn. Và hàng thì bao sắc, bao xài luôn nhá. Các bác lên mã cho là cái con kéo bếp bạc đi. Đấy, con này đây. Các cụ bảo là dai như rẻ rách, giờ em sẽ cắt cho bác xem nhá. Đây, rẻ rách cuộn vào cắt luôn này, các bác nhìn này. Ngọt như nước luôn. Sản phẩm này em đang dùng này. Các bác thấy không? Ngọt dã man ngang luôn nhá. Đây, cắt lại bác xem phát nữa này. Đây là một mớ vải này, cắt ngọt đúng như kéo vải luôn nhá, các bác nhìn này. Rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đó, cực kỳ là sắc bén và cực kỳ xịn sò. Gửi đến quý chị mình. Đây. Các bác nhìn này. Rất là nhẹ nhàng nhá. Thấy không? Quá ngọt ngào luôn. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt luôn. Đó, các bác lên mã cho là cái con kéo bạc bếp nhá. Đấy, kéo bạc bếp. Hoặc là kéo bếp bạc cũng được. Đấy, kéo bếp bạc này. Kéo bếp bạc. Cái con này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn, 130k một con nhá. 130.000 cho một con kéo bếp bạc này. Đấy, giá quá chi là hạt rẻ luôn nhá. Và dòng kéo này cực kỳ là chất lượng. Đấy, các bác nghe tiếng này. Cứ tách tách luôn nhá. Đấy, rất thích luôn, dùng rất là phê. Đấy, nói chung là dùng bác nào mà dùng cái con này rồi các bác cho cái cảm nhận luôn nhá. Chất thép SK5 này. Đấy, có logo chống hàng giả nhái của Kabushi nhá. Đó, 130.000 một con như này. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng khò ga. Đấy, khò ga của Kabushi. Đó, con này là khò ga đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó, dòng này thì rất là to tát chắc chắn dây dẫn, dạng của nó là dạng lõi đồng luôn nhá. Đây dạng lõi đồng luôn này. Đấy, vàng chóe luôn. Đó, đánh lửa tự động nhá. Điều chỉnh ga to nhỏ này. Ngoài ra thì có cả chỉnh gió, chỉnh giếc luôn nhá của Kabushi Japan. Đấy, hàng thì siêu dây dẫn chắc chắn luôn. Đó. Bấm rất là êm ái nhá. Đấy, về thì bác lắp vào bình ga mini ok. Con này thì giá cũng cực kỳ tốt luôn. Bữa trước đang bán 200k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Các bác lên mã cho nó khò ga K1 này. Đấy, khò ga K1 nhá. Các bác nhớ mã cho nó K1 vì bên em có mấy mã khò ga cơ. K1 bên em đang bán con này bữa trước là 200k. Hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn, 170k một con. Và bao ship tận nhà nhá. Đấy, 170.000 cho một con khò ga K1 nha. Bao ship tận nhà. Đó, rất là xịn sò chắc chắn, ngon này canh đào. Về là các bác chỉ việc lắp vào các bác dùng thôi. Đánh ở tự động không cần phải mồi miếc gì. Đấy, lắp bình ga mini là ok nhá. 170k một con, khò ga K1 cũng nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên với bác là một số cái mã búa đinh bên em đang phân phối này. Đấy, đầu tiên là cái con búa lùn này, búa lùn của Nhật này. Đó, con búa lùn của Nhật nhá. Ở đây, con búa lùn của Nhật. Em sẽ đo về cái phần kích trước nhá. Cái con này thì cái tổng phần tổng chiều dài của nó là đi vào khoảng tầm là 16 này. Đấy, nó rất là nhỏ gọn và các bác dùng hay đi làm trên cao ấy. Đấy, hoặc là bác nào mà thích cái sự nhỏ gọn thì mua con này cho em, rất là tiện luôn. Một đầu đóng đinh này, một đầu nhổ đinh này. Đấy, hàng của Kabushi Japan nhá. Đó, rất là tiện dụng, cầm rất là nhẹ nhàng. À, dạng của nó là dạng thân đúc nhá, lõi là lõi sợi thủy tinh, cực kỳ chắc chắn. Tay cầm là ốp cao su chống trơn trượt. Đó, thì bên em đang bán giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho cái con búa lùn Nhật. Đấy, búa lùn Nhật này thì bên em đang bán giá thì là 100k một con thôi nhá. 100k cho một cái con búa lùn Nhật nha. Đấy, búa lùn Nhật 100k nhá. Tiếp theo là cái dòng búa B2 này. Đấy, con búa B2. Con búa B2 đây. B2 này, con này thì nó kích thước nó dài hơn con kia một chút này. Đó, bác nào thích dài thì mua con này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 28 này, 28 nhá. Tổng chiều dài 28. Cũng có một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh này. Đấy. Hàng cũng là hàng đúc liền thân nhá. Đấy, lõi là lõi sợi thủy tinh cực kỳ là chắc chắn luôn. Tay cầm cũng có ốp cao su chống trượt trượt nhá. Các bác lên mã cho nó con búa B2 nhá, B2. Con búa B2 này thì bên em đang bán giá là đi 120k một con. Đó, 120k
cho một cái con búa B2 nha. Đấy, cũng đầu đóng đinh, đầu nhổ đinh, 120k con này con nhá. Tiếp theo thì là cái dòng búa, con này là mã của nó là mã B1 này, con này là mã B1 nhá, B1. Con này thì bên em đang bán giá là đi 150k. Đó, 150k một con búa B1 nha. Đó. Con này thì hai đầu của nó là hai đầu lục giác, hai đầu giống nhau nhá. Hàng cũng là hàng đúc liền thân luôn. Đó, tay cầm cũng có ốp cao su chống trơn trượt nhá. Đấy, 150k một con này. Con này thì nó nặng tới phải 1 cân thôi nhá. Đấy, nặng phải 1 cân đấy. Cầm gì con này có thể là vừa đóng đinh này, vừa làm đập phá các thứ này. Đấy, nói chung là rất là vừa. Đấy, hàng của Kabushi Japan. Đó. Mã của nó là mã B1 nhá. B1 búa, mã búa B1 này. Đấy, B1. Đấy, B1 luôn nhá. 150k. Đó, 150k nhá. 150k. Đấy, khoan sắt, khoan bê tông, khoan các loại luôn luôn nhá. Đấy, gỗ ghế khoan hết. Đấy, dòng mũi khoan của Kabushi có tem 7 màu chống giá luôn nhá. Hàng chính hãng của Kabushi Japan. Cực kỳ là xịn sò. Một cái mũi này sẽ gồm có là các cỡ là 6, 8, 10 và 12, hai mũi 6, một mũi 8, một mũi 10 và một mũi 12 các nhá. Đây. Đó, dòng mũi khoan đa năng. Đầu của nó là đầu dạng đầu tên lửa nhá. Đấy, dạng đầu tên lửa này. Đó, đầu nó nhọn bốn cạnh, khoan các kiểu các chỗ luôn nhá, cực kỳ xịn sò. Đấy, hàng này nói chung là bán quá nhiều rồi và khoan cực kỳ chất lượng luôn. Đó, dòng mũi khoan đa năng có cỡ là 6 này, 8, 10 và 12. Đấy, hai mũi 6 luôn các nhá, hai mũi 6 để các thoải mái xoáy về kia, khoan về cái mũi 6 này thì là các bác dùng nhiều nhất này. Đấy, nên là bên sản xuất cũng cung cấp chúng ta là hai mũi 6 luôn. Đó, một mũi 8, một mũi 10, một mũi 12 này. Con này cái bộ, cả bộ này thì bên em đang bán giá thì là đi 180k một bộ nhá. Các bác lên mã xem là bộ mũi khoan đa năng. Đấy, mũi khoan đa năng này. 6 này, 8 này, 10 này và 12 này. Bên em đang bán một cái bộ này, giá là chỉ có 180k một bộ thôi. Đó, và trong video hôm nay thì bên em bao ship tận nhà nhá. 180.000 trong một cái bộ mũi khoan đa năng như này và bao ship tận nhà 2 4 5 mũi nhá, 5 mũi. Đó, 180k một bộ bao ship tận nhà nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng kìm tuốt dây này. Đấy, tiếp tục về cái lô kìm tuốt dây của Kabushi Japan. Kìm tuốt dây này thì rất là đa di năng. Đấy. Đây. Lấy cái lô kìm tuốt dây của Kabushi này. Con này thì bán giá cũng cực kỳ tốt luôn. Giá nó chỉ có 60k cho một con kìm tuốt dây này. 60k một con luôn nhá. Đấy, các bác lên mã cho nó kìm tuốt dây. Kìm tuốt dây. Giá là đi 60k. Con này thì các bác dùng thì nói chung là nó nhanh, tiện, gọn lẹ nhá. Và hàng thì cực kỳ là chất lượng luôn. Đó. Cỡ thì các bác tuốt cỡ từ 6 ly cho đến 0.6 ly cho đến 2.6 ly nhá. Nói chung là điện gia dụng, điện cho anh em thợ thuyền sửa chữa này, rồi là dùng gia đình con này rất ok. Ngoài chức năng là tuốt dây nó còn cắt được cả dây luôn này. Đấy, tuốt dây đây này, cắt dây ở đây các bác nhá. Ngoài ra có khóa lẫy này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Tay cầm có ốp cao su chống trơn trượt. Đấy, rất là nhỏ gọn, mang đi mang lại rất tiện, anh em thợ thuyền dùng con này cũng rất ok luôn. Đấy, giá thì cực kỳ là hạt rẻ rồi. Các bác lên mã cho là kìm tuốt dây 60k một con, vừa có chức năng tuốt dây vừa có cắt dây này. Tuốt dây cực kỳ là ngọt luôn nhá. Tuốt dây cực kỳ ngọt, cỡ thì đa năng từ 0.6 cho đến 2.6 ly nhá. Đó, 60.000 một con kìm tuốt dây này. Giá quá là bình dân luôn nhá. Giá quá bình dân luôn, 60k một con kìm tuốt dây. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô kính hàn thông minh này. Đấy, kính hàn thông minh của Kabushi Japan nhá. Đấy, kính hàn thông minh rất là xịn sò, hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Mỗi con kính hàn như này thì rất là thông minh, đựng trong hộp chống sốc nhá, hàng đập phá thoải mái vấn đề gì. Có một con kính hàn nó đây nhá, đi kèm thêm thì sẽ có cho một cái dây, cho mình một cái dây đeo này để các bác đeo đằng sau đầu để nó không bị rơi. Đó, và đây là cái nhân vật chính của chúng ta, là một cái con đấy, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, kính hàn thông minh, kính hàn thì cơ khí đấy các bác nhá. Đấy, bác nào mà dùng cơ khí thì nên mua con này, dùng rất là hay luôn. Đấy, thì các bác đeo rất là vừa luôn này, nó có chỉnh các cỡ đây này. Đấy, chỉnh cỡ chỉnh kiếc rất là ngon luôn nhá. Đó, và đeo rất là vừa mặt luôn và nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, kính hàn thông minh. Giờ em sẽ lấy test cho bác xem về cái chức năng hay ho của nó này. Đây, giờ em sẽ test cho bác xem thử với cái con kính hàn này, chức năng rất hay này. Đây, em sẽ dùng cái đèn pin, cái chế độ nháy như kiểu là cái tia hàn khi bác hàn xì nó lóe lên nhá. Đây, em soi này này, có thấy không, tối om luôn nhá, bỏ ra cái này. Đấy, thấy không, lại nhìn vào này luôn. Đây. Đấy, lại nhìn luôn nhá, nhìn xuyên thấu luôn nhá. Đây. Chiếu cái này. Đấy, lại tối đen này nhá, rất là hay. Nên là cái con này nó bảo vệ mắt cho những cái bác làm thợ cơ khí hàn xì thứ là rất là tiện luôn. Đấy, dùng rất là hay. Đấy, dùng rất là tiện.
Thì giá thì của nó đợt này cực kỳ tốt luôn. Đó, giá cực tốt luôn nhá. Bữa trước con này thì đang bán giá là 250k một con. Đấy, kính hàn này thì bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay thì bên em xả kho giảm giá 200k một con. Và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship nhà 200.000 một con kính hàn này, bao ship nhà. Đấy, hàng thì cũng đã vừa test bác xem thực tế rồi. Với cái dòng sản phẩm kính hàn thông minh này rất là hay. Đó, chỉ cần tia hàn vào cái là nó chiếu lên cái là cái kính nó tự tối đi, bảo vệ cho cái mắt của người hàn rất là hay luôn. Đó. Hàng thì vẫn nguyên combo hộp hiếc ngon lành này, dùng xong bác có hộp hiếc mang đi mang lại rất tiện nhá. Đó, 200k bao ship một con kính hàn thông minh nhiều nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái con kẹp Eto của Asaki này. Đấy, một con kẹp Eto của Asaki. Hàng sẽ là nguyên hộp như này, hàng mới 100%. Đấy, con này đến từ Nhật Bản nhá. Made in Japan. Đấy, Asaki Made in Japan. Hàng của nó thì vừa kẹp này, ngoài ra có phần đe này để các bác vừa đe, các bác gò kiếc này, còn phần này các bác kẹp này, rất là tiện luôn. Ngoài ra thì cái con này thì nó có thể là kẹp ở bàn này. Đấy, các bác dùng các bác kẹp ở bàn nhá. Đấy, kẹp ở bàn, ốc rất là trơn tru luôn nhá. Đấy, kẹp ở bàn này. Đó, các bác kẹp ở bàn, các bác nới cái này ra xem. Đó, nới ra. Đó, các bác xoay 360 độ này. Đấy, xoay cho em 360 độ. Đây, còn ngoài ra đây cái phần này là phần mở này. Mở cái hàm của nó ra để các bác kẹp này. Đấy, mở cái hàm của nó ra để các bác kẹp. Rất là tiện các bác nhá. Đó. Rất là tiện dụng cho cái dòng sản phẩm này. Nhiều khi mà các bác mua về kẹp kéo các thứ rất là tiện luôn. Đây nhá. Rất là trơn tru luôn các bác nhá. Rất là trơn tru luôn này. Đấy, mở ra rất là rộng luôn nhá. Đó, mở ra độ mở ra rất là rộng luôn. Đấy, khi các bác mở ra hết cỡ thì nếu mà hết cỡ thì phải tính ra phải vào khoảng tầm là đi, đây em sẽ đo cho bác. Tính ra nó vào khoảng tầm là đi hơn 7 cm các bác nhá, hơn 7 cm luôn. Đấy, nếu mà mở hết cỡ ra. Đây vẫn còn chưa mở hết, vẫn còn ít nữa này. Đấy, nhưng mà nếu mà mở các bác mở tầm này thôi là rất ok rồi. Đấy. Đấy, một cái con kẹp Eto, giá thì cực kỳ là bình dân nhá, giá cực kỳ bình dân luôn. Đó thì các bác lên mã cho đây con sản phẩm với con kẹp Eto của Nhật của Asaki. Đây cái thông số đây các bác nhá, thông số đây. 50 60 25 này, xoay 360 độ này, kẹp cái phần kẹp nó là 35 độ này. Con này cái thông số chính của nó là 60 mm nhá, 6 mm. Con này thì bên em đang bán giá là đi 250, bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn, 230 một con. Đó, và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà 230.000 cho con kẹp Eto này và bao ship tận nhà. Đấy, hàng siêu đẹp, siêu chắc chắn và siêu ngon lành luôn của Asaki Japan nhá. Đó, chữ dập chìm luôn trên thân của sản phẩm. Đó, 230k bao ship. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô bàn cạo 35 của thương hiệu Giller này. Giller là một trong những thương hiệu chuyên về sản xuất bàn cạo. Đấy, rồi là máy cạo râu, bàn cạo râu rất xịn sò luôn. Thì một cái bộ này của nó sẽ gồm có là 35 lưỡi, một cái thân bàn cạo và một chai keo. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem, mục sở thị này. Hàng sẽ là hàng nguyên túi như này, hàng mới tinh chưa qua sử dụng nha, hàng thanh lý siêu thị. Đó, hàng nó vẫn còn đựng trong bọc này luôn. Đó thì về các bác khui bọc ra. Đấy, một cái bộ này của nó sẽ gồm có là đây, một cái bàn cạo chính nhá. Đấy, một cái bàn cạo chính. Đó, rất là xịn sò ngon lành luôn nhá, một cái bàn cạo chính nhá. Đó, một cái bàn cạo này. Đấy, đựng trong một cái hộp này. Cái hộp này thì các bác có thể là mang đi du lịch, các thứ rất là tiện luôn. Đó, rồi đây. Là những cái phần lưỡi. Lưỡi để các bác thay thế này. Đó, của nó sẽ gồm có là đi 1 2 3 4 5 6 7 vị lưỡi nhá. Đấy, 2 4 6 7 vị lưỡi luôn các bác nhá. 7 vị lưỡi này thì nó rơi khoảng tầm là 35 lưỡi nhá, 35 lưỡi. Đấy, 35 lưỡi thì cái lưỡi, những cái lưỡi nhỏ nó sẽ đựng trong này thì lưỡi này bác có thể là dùng một lần hoặc là dùng nhiều lần. Đấy, thì cứ dùng xong thì các bác lại bỏ đi, lại thay lưỡi khác vào. Nói chung là một cái bộ này thì dùng 35 lưỡi này thì các bác cạo nhiều thì khoảng tầm 1 năm, chứ còn bác nào mà cạo ít thì chắc khoảng tầm vài năm mới hết cho một cái bộ lưỡi này. Hàng thì cạo cực kỳ là sắc bén luôn và ngon lành. Đây, hàng cạo rất sắc bén luôn này. Đấy, dạng lưỡi kép nhá. Đây dạng lưỡi kép này, các bác nhìn này. Đấy, dạng lưỡi kép của nó là dạng hai lưỡi. Đó, các bác cứ bấm này là nó vệ sinh lưỡi này. Đấy, bấm này vệ sinh lưỡi. Và các bác bấm vào cho em là các bác có thể là thay tháo lưỡi ra thoải mái này. Đấy thì các bác dùng lưỡi này hỏng các bác bỏ đi, các bác lấy lưỡi khác các bác thay vào, rất là dễ thay tháo sử dụng luôn các bác nhá. Đấy, ấn vào cái này vào luôn. Đó, đựng trong cái hộp như này các bác có thể là mang đi du lịch, các thứ rất là tiện lợi luôn. Đó, đi kèm thêm cho các bác luôn. Sẽ có là một cái lọ keo như này. Cái lọ keo này thì khi mà các bác bôi vào thì nó không bị các bác cạo nó bị rát, không bị rát nhá. Đấy thì đây, này là cái keo bọt. Đấy thì đấy, full combo bộ sản phẩm sẽ gồm như này, như đúng như trên cái bao bì nó in nha. Đấy, lưỡi này, rồi là thân dao cạo này, rồi là kem này, hộp đựng này, nó đầy đủ hết luôn nhá. Đó thì các bác lên mã cho là cái bàn, bộ bàn cạo 35 nhá. Đấy, bàn cạo 35. Bàn cạo 35. Bên em bữa trước cũng đang bán giá là 100k, hôm nay thì bên em cũng xả kho giảm giá luôn, 70k cho một cái bộ như này. 70k một bộ nhá, và không bao ship.
các bác lưu ý là không bao ship nhá. Đấy, không bao ship, 70k một bộ không bao ship nhá. Đó, ship thì thêm cho em 20k nữa. Nếu mà các bác mua nguyên một bộ nha thì thêm ship cho em là 20k. Đó, ship thì em chỉ thu có 20k thôi, 70k một bộ không bao ship. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu. Bữa trước thì cũng đã có quay rồi và nhiều bác hỏi là cái dòng này nó có nóng không. Đấy, nó có nóng không thì em đảm bảo các bác là salon bát nó gọi bằng cụ luôn. Đấy, salon bát gọi bằng cụ luôn nhá. Đây, có tem mác đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, tem mã cốt chống hàng giả luôn nhá. Đấy, dòng chuẩn chính hãng Nhật. Dòng đây, một cái bịch này của nó sẽ gồm có là đi 12 miếng này. Một bịch này của nó sẽ gồm có là 12 miếng. Đây, em sẽ bóc thử bác xem một tí này. Đó, đây, nó gọi là miếng dán ngải cứu nhá. Thì chuyên với bác nào mà đau lưng, đau lối, đau chân tay thì các bác cứ lôi ra bác dán cho em. Đấy, miếng dán ngải cứu. Cái mùi nó có cái mùi rất là thơm. Đấy, đây. Đấy, nó tẩm ngải cứu các thứ vào đây. Đó, để các bác dán này. Đau lưng, đau người, đau ngậm các thứ các bác dán rất là ngon luôn nhá. Siêu nóng luôn nhá. Đấy, nó đánh tan cơn đau của bác luôn. Đấy, thì một cái gói này của nó sẽ gồm có 12 miếng này. Một gói là 12 miếng ngải cứu này thì các bác dán thoải mái luôn. Đấy, giá cực tốt nhá. Giá cực tốt luôn. Đấy thì về thì các bác cứ bóc cái lớp này cho em thôi. Đấy, các bác bóc cái lớp dán này ra. Đấy thì các bác dán vào những cái chỗ nào các bác đau người đau ngậm này. Đấy thì về các bác dán vào. Rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, gọi là miếng dán ngải cứu. Một cái vỉ này là 12 miếng. Đấy, nhắc lại các bác là 12 miếng nhá. Đó, 12 miếng. Dán ngải cứu. Đấy, dán ngải cứu. Đợt này thì giá cực tốt của các bác luôn. Giá chỉ có 30k cho một hộp thôi. 30k cho một cái miếng dán ngải cứu. Một cái hộp dán 12 miếng như này. Đấy, giá cực tốt gửi các bác không nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ xịn sò. Nói chung là các bác nào mà đau chân tay, người ngậm, đau lưng nhức này, về các bác dán nó cho, rất là ok luôn nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng set thìa, set đũa thìa 12 này. Đấy, set đũa thìa 12 nhá. Một cái bộ này sẽ gồm có là đi 6 đôi đũa inox này và 6 chiếc thìa inox luôn nhá. Hàng của Nhật nhá. Hàng cực kỳ dày rất chắc chắn luôn, rất xịn sò ngon này. Đó, hàng thì chất liệu là inox 34, các bác nhìn cái thìa này. Đấy, sáng choang luôn nhá. Đó, sáng choang và thìa của nó rất dày, các bác nhìn này. Đấy, cái thứ thìa nó rất dày luôn. Đây em sẽ lấy hai cái em gõ thử bác xem này. Để các bác biết là độ dày nó như nào. Có thấy không? Nó cứ cạch 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 biết là độ dày nó là cực kỳ dày luôn nhá. Đó, dày luôn. Rồi ngoài ra thì là cái dòng đũa này, đũa thì là đũa inox nhá. Đầu đũa thì chúng trượt trượt. Nhiều bác hỏi là đũa inox làm từ gì? Đương nhiên gọi nó là gọi là đũa inox thì phải làm từ inox rồi. Đó. Đây, đó, đây. Rất là ngon xịn sò nhá, một cái đôi đũa inox này. Đó, về các bác gắp thức ăn các thứ ra. Đầu đũa phần chống trượt trượt rất xịn sò luôn. Giá của nó thì cực tốt của bác luôn. Nó giá cực tốt của bác thôi nhá. Các bác cứ lên mã luôn cho em là con sản phẩm là đũa thìa. Đấy, bộ đũa thìa 12 này. Đấy, bộ đũa thìa 12. Thì sẽ gồm có là 6 chiếc thìa và 6 đôi đũa, hàng của Nhật. Đấy, bộ đũa thìa. Bộ đũa thìa này. Bộ đũa thìa 12 nhá. Giá thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Bữa trước đang bán là 150k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn. 80.000 bộ. Đấy, 80.000 bộ nhá. Bộ đũa thìa 12, 80.000 bộ này luôn. Giá cực tốt của bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng chăn ga. Đấy, bên em lại tiếp tục về cái lô chăn ga này. Hàng rất là xịn sò ngon lành luôn. Đó đây, sản phẩm chăn ga, bộ chăn ga 5 món nhá. Đây em sẽ quay thực tế bác xem. Đây, bỏ mấy cái này ra. Đấy, đây, một cái bộ chăn ga 5 món của nó này sẽ gồm có là một cái bộ chăn như này. Chăn này của nó là chăn nó dạng như kiểu dạng chăn hè nhá. Chăn này không lồng được các bác nhá. Đấy, chăn này thì nó sẽ trần bông bên trong hết rồi này. Các bác nhìn này, đường kim mũi chỉ này, hoa văn họa tiết rất đẹp luôn, rất xịn sò. Đấy, các bác đắp ví dụ như mà phòng các bác kín rồi, các bác không cần đắp chăn dày thì các bác đắp cái chăn mỏng này. Đó, hoặc là đấy là miền Bắc, còn miền Nam ấy. Miền Nam thì các bác kiểu là ban ngày thì nó nóng, ban đêm thì nó lạnh. Nó gọi là hơi hơi xe lạnh thôi thì các bác dùng con này cũng rất ok này. Đấy, chăn thì rất là dày, rất là chắn nhá. Trần một lớp bông này. Đây là một cái chăn chính này. Tiếp theo thì cái sản phẩm đi kèm thì sẽ có cho các bác là một cái vỏ ga như này. Đấy, vỏ ga này của nó là 1m8 x 2m nhá. 1m8 x 2m như này. Cái dạng này là dạng vỏ ga nhá. Đấy, vỏ ga đây các bác nhìn những cái thun này. Đấy, những cái thun. Thun này thì để các bác cạp vào cái phần đệm ấy. Đó, vỏ ga để các bác giải cái phần đệm nhà mình ấy. Đây các bác nhìn này. Và văn họa tiết nó rất là đẹp luôn nhá. Đấy, nhìn nó rất là sang trọng lịch sự. Cái bộ này thì nếu mà đúng chuẩn của nó thì gọi là bộ hoàng gia luôn nhá. Đây các bác nhìn này, và văn rất đẹp luôn này. Đây là cái ga nhá. Đấy, đây là cái ga. Ga xong thì đi kèm thêm thì sẽ có các bác là cái phần này là cái phần đây. Để em dựng máy cho quay bác xem. Đó, cái này là cái phần vỏ gối này.
Đó, một cái vỏ gối dài nhá. Đấy, nhà bác nào mà có cái gối dài ấy, thì các bác dùng cái con này cho em. Đó, dùng cái con này cho em. Đó, đây là cái vỏ gối dài. Ngoài ra thì là có hai cái vỏ gối ngắn này. Đấy, gối để mình gối đầu ấy. Còn gối này, cái gối dài này thì chủ yếu các bác hay ôm thôi. Còn cái gối này gối đầu này. Đây, chuyên để cho bác gối đầu này. Thì các bác dùng con này cho em. Ngoài vằn rất đẹp này. Đó, rất ok luôn này. Đấy, về các bác lồng mua gối các bác lồng đây. Có khóa khiếc ngon lành hết luôn nhá. Đây, về các bác lồng cho em cái gối vào đây là xong. Rất là ngon lành xịn sò luôn. Cái bộ chăn ga này thì nhắc lại bác là hàng này của nó sẽ là hàng mới, hàng mới tinh chưa qua dụng nhá. Đấy, bên em bán hàng mới nhá, không bán hàng cũ đâu. Vì những cái hàng này thì không ai đã bán hàng cũ rồi. Đấy, dùng nó rất là nói đến hàng cũ mà những hàng chăn ga này dùng hàng cũ nó không là không hay. Đó thì đây. Hàng toàn bộ là hàng mới luôn nhá, hàng mới chưa qua dụng nên là các bác yên tâm sử dụng luôn. Đó, khóa khoách ngon lành luôn nhá. Cả vỏ gối mà lại cả vỏ ga nhá, rồi là cả vỏ gối ôm, rồi là cả một cái chăn trần bông như này. Giá của nó thì cực tốt của bác luôn. Giá hiện tại bên em đang bán cái bộ chăn ga 5 món này. Giá của nó chỉ có 260.000 một bộ thôi. Tính ra thì bao ship đến tận nhà thì chính ra thì các bác mua đâu được cái bộ như này, 5 món này, một chăn này, một ga này. Đó, một ga này, một cái vỏ gối này. Đấy, cái vỏ gối dài gối ôm ấy nhá, và hai cái vỏ gối đi kèm nha. Đấy thì đây. Đó, một bộ 5 món luôn nhá. Đây các bác đợi chút em sẽ mở cho bác xem một cái ảnh thực tế về cái bộ sản phẩm này để bác dễ hình dung. Vì ở đây nó hơi chặt em không giải được. Đây các ơi, đây khi mà các bác giải lên này. Đấy thì ở đây sẽ có một cái chăn mỏng như này. Các bác nhìn này, hoa văn nó rất là đẹp nhá. Và đây là cái phần vỏ gối này. Đấy, hai cái vỏ gối đi kèm này. Đó, và một cái chăn ôm như này. Đấy, nhà bác nào mà có cái chăn ôm dài này về các bác lồng luôn vào. Đấy, full combo bộ sản phẩm như hình như này rất là đẹp luôn. Đấy, về các bác giải lên cái phần bộ giường chiếu này, mình nhìn nó đồng bộ nhá, và nhìn nó rất là sang trọng lịch sự. Đấy, bộ chăn ga 5 món nhá. Đó thì các bác lên mã luôn cho em là cái bộ chăn ga 5 món này. Đấy, chăn ga 5 món này. Giá hiện tại bên em đang bán một cái bộ này là 260.000 bộ nhá. Đấy, bao ship đến tận nhà luôn. Tận này đang gần Tết gần nhất rồi. Đó, rồi là người ra người vào các thứ, rồi là con cái thứ về thì các bác mua sắm sửa chuẩn bị thay thế đi. Đó, cho nó mới mẻ, nằm cho nó sướng người coi nhá. Đấy, 260.000 một bộ chăn ga 5 món. Giá cực tốt gửi bác luôn coi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng bộ ấm chén đỏ này. Đấy, cái bộ ấm chén đỏ, hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây, một cái combo bộ ấm chén đỏ này. Đấy, sẽ gồm có là một cái chuyên này. Đấy, một cái chuyên như của nó em nhá. Đấy, chuyên vẫn còn nguyên tem này. Đấy, hàng của Nhật luôn nhá, rất xịn sò. Nó vẫn còn nguyên tem luôn nhá. Chuyên rất to. Đấy, các bác uống thoải mái luôn. Bằng chất liệu là dạng gốm sứ nhá. Đấy. Đây, đó, rất đẹp luôn này. Màu cam rất đẹp nhá. Đó, hình như kiểu dạng hình quả đào đúng nhá. Màu như kiểu cái màu quả hồng ấy. Màu đúng như kiểu cái màu quả hồng hồng ngâm đúng nhá. Đó, rồi đây. Đây là một cái hũ này. Cái hũ này thì các bác dùng để các bác đựng chè nhá. Đấy, các bác đựng chè ở đây. Đấy, cái hũ này là cái hũ đựng chè. Đi kèm thêm cho mình là 6 chén nhá. Đấy, đi kèm thêm là 6 chén nữa. Hàng rất xịn sò luôn. Đó, bóng loáng luôn nhá. Đấy, 6 chén như này. Đấy, chén này các bác uống này. Đây. Các nhìn này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Thiết kế rất đẹp, rất là xịn sò ngon lành luôn. Hàng bóng xịn sò mới tinh. Con này các bác có thể mua về biếu tặng làm quà cũng rất ok luôn. Đó, các bác lên mã luôn cho em là cái sản phẩm là cái bộ ấm chén đỏ nhá. Đấy, bộ ấm chén đỏ thì cho nó dễ. Vì sợ nhầm với cái bộ ấm chén kia. Đó, bộ ấm chén đỏ này. Bộ ấm chén đỏ nhá. Bộ ấm chén đỏ này hiện tại bên em đang bán giá cực tốt bác luôn. Giá là 250.000 bộ nhá. Bao ship biến tận nhà nhá. 250.000 cho một cái bộ ấm chén đỏ này, bao ship biến tận nhà. Đấy, hàng rất xịn sò ngon lành luôn. Đó, hàng rất đẹp nhá. Rất là ngon lành, chất lượng gửi bác nhá. 250.000 bộ ấm chén đỏ này. Cái lô bơm tay vàng nhá. Cái sản phẩm bơm tay vàng này thì bên em bán quá nhiều rồi nhá. Đấy, bán cực kỳ nhiều luôn, bán cực kỳ ngon và các bác phản hồi rất tốt nhá. Đấy, dòng này thì chuyên về các bác bơm xe đạp, xe máy các thứ rất là ngon lành luôn. Dòng sản phẩm bơm tay vàng hàng của Nhật các nhá. Đây. Đó, đây. Made in Japan các bác nhìn thấy chưa? Đó, Made in Japan. Con này thì cái phần các bác nhìn cái phần nõ này. Đấy, cái nõ bơm của nó rất to nhá, nên các bác bơm nó rất là chắc bơm luôn. Đấy, bơm cực kỳ chắc bơm. Ngoài ra thì có cả đồng hồ này. Đấy, đồng hồ đo áp suất nhá, để các bác xem đo được mấy cân cái thứ đó. Đó, ngoài ra thì dây bơm đây. Đó, dây bơm thì có các đầu bơm luôn. Đấy, các đầu kết nối nhá các bác, bơm xe đạp xe máy ngon lành luôn này. Đấy, bơm xe đạp xe máy ngon lành luôn, dây bơm cực kỳ dẻo nhá. Dây bơm siêu bền. Đấy, các bác cứ gập thoải mái nha luôn. Đấy, thả ra cái là bình thường. Đấy, dây bơm siêu bền. Bơm thì rất là nhẹ nhá. Đấy, bơm cực kỳ nhẹ.
Đây, bơm rất là nhẹ mà hơi ra cực kỳ khỏe luôn. Nói chung là riêng cái dòng bơm này chấm hết luôn. À, thị trường người ta cũng bán cái bơm rất nhiều nhưng mà cái nõ của nó rất là bé nhá. Đấy, như các bác nhìn này, cái nõ bên em này nó rất là to luôn nhá. Đó, nõ toàn thép kim loại luôn, cực kỳ to nên các bác bơm nó cực kỳ chắc chắn ngon lành luôn. Đó. Giá của nó thì đợt này bên em đang bán giá của nó cực kỳ tốt rồi. Đấy, giá cực kỳ tốt gửi bác các bác nhá. Đó thì các bác lên luôn mã cho em nó con sản phẩm là bơm tay vàng này. Đấy, bơm tay vàng. Đây, ở cái phần này, cái đế này là cái đế này để khi mà các bác sử dụng các bác đạp chân này để có bơm. Đấy, nó sẽ giữ vững được cái bơm nhá. Đây phần đế chân này cũng rất là to tác chắc chắn luôn nhá. Nhựa ABS cao cấp nhá, rất là chắc chắn xịn sò ngon lành luôn. Đó, các bác lên mã luôn cho em nó con sản phẩm là bơm tay vàng nhá. Đấy, bơm tay vàng. Bơm tay vàng này. Bơm tay vàng này thì con này bên em đang bán giá cực tốt rồi bác luôn, 230.000 một con. Bao ship đến tận nhà các nhá. Đấy, 230.000 một con bao ship tận nhà. Riêng một cái bơm này thì bên em ship mất khoảng tầm 450.000 rồi vì hàng của nó rất là dài này. Bơm rất là dài nên rất là khó đóng, đóng rất cồng kềnh nhá. Đấy, nhưng mà giá của nó thì em gửi các bác là 230.000 một con lại còn bao ship đến tận nhà nhá. Tính ra thì một cái con bơm nó chưa đến hơn, nó chỉ còn tầm hơn 100.000 một con thôi. Mà trừ ship xiếc đi chỉ hơn 100.000 một con nhá. Để các bác đã có một con bơm ngon này nhá. Đấy, dòng sản phẩm bơm tay vàng của Nhật các nhá. Đấy, bơm tay vàng của Nhật. 230.000 một con, bao ship tận nhà nhá. Rất là ngon này, xịn sò gửi các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng hút bụi này. Đấy, hút bụi ống nhá. Đấy, bên em tiếp tục lại về cái một cái lô hút bụi ống mới, hàng rất xịn sò và ngon lành luôn. Sản phẩm này của nó thì nó là hàng mới nguyên hộp các nhá, hàng mới nguyên hộp chưa có dụng luôn. Hàng thì vẫn đầy đủ phụ kiện. Hàng này thì của nó là hàng công suất lớn, công suất của nó là 120W nhá. Đấy, chuyên để các bác có hút bụi. Rồi là các bác hút các cái vật thể nhỏ rồi, hoặc là các bác sử dụng ở trong trong nhà. Đó, rồi các bác sử dụng trên ô tô, nó rất là nhỏ gọn như này thôi. Đó, nó tròn tròn nhỏ gọn nha. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá, hút rất ngon lành luôn. Đó, hút cực kỳ khỏe, rất ngon lành luôn nhá. Đây các bác để tay lên hút luôn này. Đó, các thấy không? Máy hút rất khỏe nhá. Đi kèm thêm thì đầy đủ phụ kiện đi kèm sẽ có là dây sạc này. Đấy. Dây sạc này thì về các bác cắm vào củ điện thoại anh em là các bác sạc ngon lành luôn. Đó, đây, sạc của nó là sạc 5V 2A nhá. Thì về các bác cắm với chung với sạc điện thoại nhà mình ok. Ngoài ra thì có những cái đầu hút các thứ đi kèm. Đó, đầu đây, ví dụ như là cái đầu hút dài này, đầu hút nhỏ này, các bác hút những cái khe kẽ các thứ này. Đó, rồi là đầu chải này. Cái đầu trà này các bác vừa trà vừa hút này. Đấy, như kiểu các bác vừa trà vừa hút nhá. Đấy, vừa cạo vừa hút đi. Đó, rồi là những cái phần khẩu nối các thứ ra. Để các bác nối cái thanh nối dài này ra. Đấy, đây, ở đây nó có một cái thanh nối dài. Cái thanh nối dài này những cái vị trí khó khuất là các bác nối cái thanh vào cho em để các bác lách vào những cái vị trí khó, những cái vị trí mà các bác ví dụ này, các bác lách vào các bác cần phải bẻ cong này các bác hút này. Đó thì nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Full combo một bộ sản phẩm là máy hút các bác nhá. Đấy, máy hút ống nhá. Đấy, các bác lên mã luôn cho em là hút bụi ống cũng được. Đấy, đây. Hàng thì nếu mà về thì các bác dùng thì chủ yếu là các bác dùng cái con nõ này. Đấy, vì cái con này các bác hút khe kẽ rất tốt tiện này. Hút ở cho phần kẽ cửa sổ thứ ra. Đấy, bây giờ em sẽ test máy thực tế cho bác xem luôn nhá. Đây ở đây em có một ít cái gạo nhá, hút thử bác xem. Con này hút cực kỳ khỏe và rất là ngon luôn đây. Có nhìn này. Có thấy không? Chỉ có chưa đến mấy giây thôi mà nó hút hết sạch gạo này. Hút cực kỳ khỏe luôn nhá. Và ngoài ra là ở đây cái phần lọc này các bác có thể tháo rời ra. Đấy, các bác tháo rời ra cho em. Ấn vào cái nút này này, ấn mạnh vào. Đấy, các bác lôi ra. Đấy, tháo ra. Đây là cái phần thân máy này. Đó, và các bác tháo cho cái phần lọc này ra, cái phễu lọc này ra. Đấy, tháo phễu lọc này ra nhá. Đây là cái phần phễu lọc này. Phễu lọc này nó làm bằng vải lụa, chất liệu của nó là vải lụa nên là các bác yên tâm là khi mà các bác sử dụng nó bẩn là các bác vẫn vệ sinh, rửa ráy thoải mái xong em, xong rồi các bác phơi khô các bác lại lắp vào dụng bình thường. Đó, còn đây phần rác nó sẽ chứa hết ở bên trong này. Đó thì mình hút xong là mình có thể đổ rác ra. Rất là ngon lành nhá. Đấy, về thì mình hút xong các bác đổ rác, đổ rửa vào ấy đây là xong. Đó, nó rất là ok luôn, cực kỳ là dễ dàng sử dụng quá và nó rất là tiện dụng. Hàng không dây nhá, các bác mang mọi vị trí, các bác mang ví dụ lên các bác vệ sinh cho bàn thờ. Đó, rồi là các bác hút những vị trí trên cao các thứ ra rất là ok luôn. Đấy, và các bác lắp lọc vào nhá. Các bác nhớ lưu ý là phải lắp cái lọc này vào cho em, không là nó hút thất vào cái máy nhá. Đấy thì nó rất là ảnh hưởng đến cái phần máy nhá. Đó thì các bác nhớ các bác lắp lọc vào và các bác đậy vào thôi. Và các bác đã bật công tắc hút nhá. Đấy. Máy hút cực kỳ khỏe và ngon luôn. Đấy. Giá của nó thì cực kỳ tốt nhá. Đó, giá cũng tốt của bác luôn. Các bác lên mã luôn cho em là con sản phẩm là cái con máy hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống đi. Hút bụi ống này. Đấy, hút bụi ống. Hút bụi ống này thì hiện tại bên em đang bán giá cho các bác chỉ có là đi 260.000 một con. Bao ship đến tận nhà nhá. Đấy, 260.000 cho con hút bụi ống như này, bao ship đến tận nhà.
Hàng mới nguyên hộp sư các bác dùng, công suất là 120W nhá. Và dòng này của nó là dòng chạy pin, hết pin các bác lại cắm sạc vào các bác dùng. Nó rất là tiện dụng nhá. Hút bụi ống 260.000 một con nhá, bao ship tận nhà nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên em tiếp tục lại về cái lô thuốc xịt chuột này. Đấy, dòng này thì rất là nhiều bác hỏi, nhưng mà dòng này thì chuyên dùng để cho bác xịt đuổi chuột có nhá. Đấy, các bác lưu ý là các bác xịt đuổi chuột, toàn bộ thì thành phần của nó toàn bộ thành phần tự nhiên thôi. Đấy, ví dụ như là long não này, tinh dầu quế này, đó các thứ ra. Đó, nói chung là toàn những dạng thuốc sinh học thôi nên là dùng nó rất là an toàn. Đấy, các bác dùng là yên tâm, không lo vấn đề gì gây hại sức khỏe hay là dị ứng nhá. Dùng thoải mái luôn, vì toàn bộ nó là dạng thuốc sinh học, dạng toàn nguồn gốc là nguồn gốc tự nhiên rồi. Đấy, ví dụ như là tinh dầu quế các thứ giờ này, đó rồi là long não thứ giờ các bác nhá. Hướng dẫn sử dụng thì rất là dễ thôi, ở đây trên tem nó có luôn này. Đấy, xịt đến chỗ chuột thường lưu trú này, cắn phá phóng uế, hang ổ đường đi này, xịt lên nền phần sát cạnh tường khu vực lân cận này. Đó, xịt ít nhất thì một lần là trên một ngày, đấy, trong 5 ngày đầu, sau đó xịt một lần 2 ngày nhá. Đấy, 2 ngày xịt một lần trong khoảng 5 ngày kế tiếp nhá. Đấy là các bác đã đuổi được chuột đi rồi. Nó gọi là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Đấy, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Các bác cứ lên mã luôn cho em nó con sản phẩm là xịt chuột cũng được. Đấy, xịt chuột. Xịt chuột này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Đấy, xịt chuột này giá thì chỉ có 30.000 một lọ thôi. Đấy, 30k một lọ, một lọ này của nó là 100ml nhá. Đấy, 100ml này. Đó, 30k một lọ, các bác lấy 5 lọ trở lên là bao ship nhá. Đấy, 5 lọ trở lên thì là 150k. Đó, và bao ship nhá. Còn nếu mà các bác lấy lẻ một lọ thì của nó là 30.000 một lọ nhá. Đấy, tùy theo nhu cầu dụng mà các bác dùng sao nó phù hợp. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em tiếp tục lại về cái dòng nho táo này. Đấy, nho táo Hàn Quốc nhá. Rất là nhiều bác hỏi là cái hàng này là hàng hết hạn à. Các bác lưu ý là đã bán hàng đồ thực phẩm các thứ này thì bên em phải tìm hiểu các thứ nó rất kỹ rồi, nên là các bác yên tâm là không có hàng hết hạn đâu. Đấy, không có hàng hết hạn nhá, nên các bác yên tâm về vấn đề này. Hàng thì sẽ là hàng nguyên hộp như này, các bác có thể mua về biếu tặng làm quà cũng rất hay luôn. Đó, bên trong nó có một cái gói này. Đấy, gói này để khi mà các bác dùng nó không bị ẩm ướt các thứ này. Đó, đây gói này của nó là đi 1 cân nhá, toàn bộ thì 100%, hàng của nó là hàng tự nhiên luôn nhá. Đấy, nho sấy tự nhiên luôn, nho khô tự nhiên. Đó, rất xịn sò, hàng nguyên hộp luôn nhá. Đây, mã cốt mã vạch check đầy đủ cho em luôn. Đó, rất là ngon lành xịn sò. Giá thì hiện tại mình em đang bán cái túi nho khô này. Đấy, nho khô này giá thì là đi nho khô giá là 120 nhá. Đấy, nho khô các bác cứ lên mã luôn cho em nó con sản phẩm là nho khô. Đấy, nho khô này giá là đi 120.000 một cái túi như này. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, 120.000 cho một cái túi nho khô này, bao ship tận nhà, hàng rất xịn sò ngon lành, các bác mua về biếu tặng làm quà rất là ok. Đó, dòng sản phẩm nho của Hàn Quốc nhá. Đấy, nho khô của Hàn Quốc rất là ngon, xịn sò chất lượng. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng táo khô này. Đấy, bác nào mà bị tiểu đường các thứ rồi, đấy, đau dạ dày, ăn dòng táo khô rất là tốt này. Đó, sản phẩm này thì cũng là 100% là sản phẩm tự nhiên luôn nhá. Đấy, của Hàn Quốc nhá, rất là ngon xịn sò. Táo Hàn Quốc rồi là nho khô Hàn Quốc, hàng cũng là hàng nguyên hộp như này, rất là xịn sò ngon lành luôn. Đó, táo này thì hiện tại bên em đang bán là 130.000 một gói này nhá, một gói 1 cân. Đó, đây sản phẩm táo khô Hàn Quốc nhá, 100% là tự nhiên nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Đây, đó, rất hút chân không ngon lành luôn nhá. Đây, đấy, tem mác các thứ đầy đủ hết luôn này. Đó, rất là xịn sò ngon lành, gửi bác luôn. Giá thì hiện tại bên em đang bán cái sản phẩm táo khô này thì là đi 130 các bác nhá, còn là nho khô là 120. Đấy thì tùy theo nhu cầu dụng các bác mua loại nào cũng được. Đó, táo nho khô này, nho khô là 120 này. Nho khô 120, còn táo này. Táo khô này, táo khô thì là 130 nhá. Đấy, táo khô 130. Đó, giá cực tốt của bác luôn. Nho khô 120, táo khô 130. Rất xịn sò ngon lành, hàng nguyên hộp này. Đó đây. Cục về cái lô thắt lưng dàn di của Mỹ này. Đấy, chất liệu thì nó là dạng sợi vải bện nhá. Đấy, dạng sợi vải bến. Đây logo họa tiết dàn di rất đẹp luôn nhá. Đây, con này thì nó đến từ thương hiệu dép của Mỹ nhá. Đấy, cái thương hiệu này ra đời năm 1981 này. Đấy, dạng mặt này của nó là mặt kim loại luôn nhá, mặt kim loại. Đó, mặt kim loại. Rất là dễ sử dụng luôn. Phần đầu này thì nó sẽ kết hợp là một cái phần da nhẹ nó bịt vào để cái đầu này nó không bị xù ra nhá. Đấy, cái đầu nó không bị xù ra. Chất liệu nó thì dạng như kiểu dạng vải dù nhá, dạng vải dù đấy. Hàng này thì nói chung là cứ bao tốt bao dùng rồi, các bác cứ đi làm đi các thứ, nói chung là các bác đi làm đi chơi các bác đeo này cho em, nhìn rất là sang xịn mịn và ngon lành cái nào luôn. Đây,
Đấy, rất là chắc chắn và rất là dễ đeo nhá các bác, kết hợp thời trang các thứ. Rồi là nhìn nó rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn luôn nhá. Đây, một con thắt lưng Mỹ này, cực kỳ ngon xịn sò. À, dạng này của nó là dạng gấp vào này. Đấy, dạng lẫy cài nó gấp vào như này. Đấy, khi mà các bác đeo các bác gấp vào này cho em, rất là dễ dàng dụng thôi, gấp vào này. Gấp vào này. Đấy các bác ấy, các bác đẩy tay cho em cái này. Đấy là nó ra, rất là dễ nhá. Cái khuy của nó rất là dễ vào luôn. Đó, đây logo dép nhá. Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Bữa trước thì rất là nhiều bác chưa mua được thì hôm nay hàng bên em tiếp tục về để phục vụ các bác nhá. Đấy, dòng thắt lưng của Mỹ. Đó thì các bác lên mã luôn cho em là sản phẩm là thắt lưng Mỹ. Đấy, thắt lưng vải Mỹ nhá, thắt lưng vải Mỹ. Thắt lưng vải Mỹ này. Đây. Thắt lưng. Đấy, thắt lưng vải Mỹ. Thắt lưng vải Mỹ này thì giá bên em bao tốt thị trường luôn 100k. Đấy, và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. 100k cho một con thắt lưng vải Mỹ như này và bao ship tận nhà, hàng thì siêu đẹp, siêu nét luôn. Các bác đeo vào nói chung là trẻ ra mấy tuổi đâu nhá. Đấy, thắt lưng vải Mỹ. Tiếp theo thì là cái dòng sản phẩm mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di quân đội này, tiếp tục hàng lại về nhá. Đây cái dòng mũ dàn di quân đội rất đẹp nhá. Đây. Air Force này. Đấy, cũng màu dàn di nhá. Đấy, màu loang rất đẹp luôn nhá. Nhìn nhìn cái form mũ nó rất là đứng. Đây, có chữ USA này. Đấy, form mũ rất đứng. Logo thêu tay nhá, logo thêu tay Air Force nhá. Đấy, Air Force rất đẹp luôn. Đây. Đó, rất đẹp và rất xịn sò. Hàng này của nó thì cái phần khuy này thì các bác có thể là tùy chỉnh. Các bác tùy chỉnh này, các bác cho nhỏ vào, cho nhỏ vào, các bác cho to ra tùy theo cỡ đầu của mình, nó rất là tiện nhá, dùng cực kỳ tiện luôn. Đó, 100% thì là bằng cốt tông, đeo đội rất là mát nhá và không bị nóng đầu. Đấy, độ rất mát không bị nóng đầu. Đường kim mũ chỉ các bác nhìn này, rất nét nẹt luôn nhá. Đấy. Ok luôn. Đấy, xịn sò ngon lành nhá. Đấy thì cái sản phẩm mũ dàn di này, đó thì các bác lên mã cho em là nón kết, nhiều bác hay gọi là nón kết hoặc là mũ dàn di. Đó, mũ quân đội hoặc là mũ đây, cứ mũ dàn di cho nó dễ nhớ nhá, mũ dàn di. Mũ dàn di này thì bên em đang bán cũng giá là 100k và bao ship tận nhà nhá. 100k cho một cái sản phẩm mũ dàn di như này và bao ship tận nhà. Ngoài ra thì hôm nay bên em sẽ có chương trình là bán theo combo. Đấy, thì bán theo combo. Khi mà các bác mua cả combo gồm có một mũ và một thắt lưng như này thì giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180k và bao ship nhá. Đấy, combo mũ thắt lưng. Đây, nếu mà các bác mua combo này, combo mũ cộng với lại thắt lưng. Đấy, combo mũ cộng với thắt lưng thì giá là 180k. Đó, và bên em sẽ bao ship nhá. Mua cả hai món luôn thì giá sẽ là 180k bao ship. Đấy thì tùy theo nhu cầu dụng mà các bác mua sản phẩm nào. Nói chung là mua lẻ cũng được bao ship, và các bác mua cả combo thì giá nó sẽ tốt hơn là 180k. Còn mua lẻ thì là 100k một món nhá. Đây em sẽ quay lại bác thắt lưng này. Hàng cực đẹp nhá. Đây các bác nhìn này, rất là dày, rất chắc chắn luôn nhá. Đấy. Sợi vải dù nó bện nhá. Nói chung là hàng này thì các bác dùng không biết đến mà giờ phải hỏng luôn. Đây nhìn nó quá đẹp, quá nét luôn nhá. Đấy, rồi là mũ Mỹ này. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Cả combo 180k, còn mua lẻ thì là 100k một món nhá. Đều bao ship hết các bác nhá. Bánh xe bãi nhá. Đấy, hôm nay em còn ít kia bánh xe bãi em lên thanh lý nốt các bác này. Dòng bánh xe có cái đế chân nhá. Về thì các bác bắt lắp đặt vào bàn ghế các thứ ra, các bác lăn đi lăn lại. Giá quần áo nói chung là rất là tiện lợi nhá. Dạng này thì nó nhỏ gọn mà nó đa di năng và chịu lực rất tốt, chịu lực từ khoảng tầm 100 cho đến 150 kg. Đấy, khoảng tầm một tạ rưỡi thôi nhá. Rất là ngon, xịn sò. Bánh thì là điều hướng 360 độ này. Đấy, phần đế chân có ốc sẵn này. Về đây bác lắp, đây nó xoay cả phần trên này này. Phần chứa này cũng xoay 360 độ luôn này. Đấy, xoay tròn luôn nhá. Ngoài ra thì có khóa bánh luôn, rất xịn sò, ngon lành. Hàng này bữa trước bán cực kỳ chạy luôn, nhưng mà đợt này thì nó còn ít thôi, em mang lên thanh lý nốt cho các bác. Em sẽ đo về cái phần kích thước cũng nhá. Con này thì cái tổng chiều cao của nó là vào là 5cm này, chiều cao là 5cm. Phần đường kính bánh của nó là 4cm nhá. Đấy, đường kính bánh là 4cm. Hàng chịu lực rất tốt luôn, rất xịn sò và êm ái, ngon lành luôn nhá. Đấy, khóa bánh rất xịn sò, các bác dùng nó rất là tiện lợi. Lúc nào dùng thì các bác khóa vào, không dùng các bác mở ra. Dùng thì các bác mở ra, không dùng các bác khóa vào, nó rất là tiện dụng các bác nhá. Rất là xịn sò. Hàng này thì nó là hàng bãi. Đấy, hàng bãi nhưng mà nó là hàng mới luôn các bác nhá. Hàng bãi, hàng mới luôn đấy, chưa qua sử dụng luôn. Hầu như bánh còn rất là đẹp. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đó thì các bác lên luôn mã luôn cho em là cái con sản phẩm là cái bánh xe nhá. Đấy, bánh xe bãi. Bánh xe bãi này. Đấy, bánh xe bãi. Còn bánh xe bãi này thì bữa trước đang bán giá là đi 30k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn 20.000 một chiếc nhá. Đấy, 20k một chiếc. Các bác mà lấy các bác lấy 10 chiếc trở lên. Đấy, lấy 10 chiếc trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đó, lấy 10 chiếc là bao ship, còn nếu mà mua lẻ thì là 20.000 một chiếc nhá. Đấy, mua lẻ thì là 20.000 một chiếc bánh xe này. Đấy, rất xịn sò ngon lành, các bác này.
số lượng này còn có hạn nữa, không còn nhiều đâu các bác nhé, nên như là có nhanh tay, giá của nó thì cực kỳ là tốt rồi, giá chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đấy, lấy 10 chiếc trở lên là bao ship tận nhà các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo thì lên đây bác là cái dòng bình xịt nhớt này. Đấy, bình xịt nhớt này, con này thì chuyên bác mua về xịt dầu xịt nhớt này, các bác đong nước đong dầu đây chưa, đấy đong nước đong dầu đây, đấy và về các bác xịt, các bác nào dùng cơ khí sửa chữa máy móc rồi dùng máy may các thứ rồi, đấy mua về xịt rất là tiện nhá, đấy rất là tiện. Ngoài ra thì cái phần này các bác có thể nó bóp này, đấy bẻ cong đi, đấy bẻ cong đi, bẻ cong đi nhá các bác nhá, đấy các bác bẻ cong đi, các bác phịt những vị trí khó rất là tiện luôn, đấy rất là ngon lành nhá, rất là nhẹ nhàng tình cảm. Các bác lên mã cho dòng sản phẩm là bình xịt nhớt. Con bình xịt nhớt này bên em đang bán giá là chỉ có 50k một con này thôi, đấy 50.000 cho chiếc bình xịt nhớt các bác nhá. Tiếp theo thì lên luôn các bác là cái dòng bẫy chuột thông minh, đấy bẫy chuột thông minh này, đó cực kỳ ngon, con này thì rất là dễ dùng, chất liệu của nó là như ABS cao cấp nhá, rất là cứng cáp dày dẫn lò xo thì cực kỳ là căng tay, các bác lấy tay bóp cho em cái này, đấy bóp cái vào lấy luôn nhá, đấy chạm nhẹ em cái này dính luôn không nhá, đấy dính luôn, cực kỳ là nhạy luôn nhá, cực kỳ nhạy này, đấy đập cái dính luôn này, bóp cái này vào bẫy này, đấy các bác để như này, các bác để những cái chỗ mà vị trí chuột trước nó hay chạy, đầu hàng chuột rất là ok nhá, đập cái chạy luôn nhá. Đấy giá thì đang bán là 20.000 cho một chiếc bẫy chuột thông minh luôn nhá. Đấy 20k cho một chiếc bẫy chuột thông minh. Các bác có thể là gậy này, các bác lấy tay giữ, các bác bỏ mồi đi cho. Đấy bỏ mồi vào là chuột vào cái là dính luôn. Đó 20.000 một chiếc các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn các bác là cái lô đèn nấm này. Đấy cái lô đèn nấm mới về, cái lô đèn nấm này. Con này thì các bác dùng làm đèn ngủ rất là hay. Đó dòng đèn ngủ hoặc là hay còn gọi là đèn nấm. Các bác cứ lên mã như đèn nấm đi cho nó đỡ nhầm với cái mã kia nhá. Đấy. Dạng của nó là dạng bóng led này, đấy, dạng bóng led này thì nó cài cái cây nấm vào đây, nó như kiểu là cái cây nấm mà. Con này thì nói chung về các bác dùng làm đèn ngủ đi rất là ok. Đó có ba cái nhánh là những cái cây cỏ lên đằng sau rất đẹp này. Đấy thì về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Con này nó có một cái phần cảm biến ở dưới phần đáy này. Đấy, khi mà các bác chạm mà nghĩa là cứ buổi tối thì tự động cái đèn nó sẽ sáng lên và ban ngày thì tự động nó sẽ tắt đi. Đấy rất là thông minh nhá. Các bác lên mã dòng sản phẩm với con đèn nấm. Đấy, đèn nấm nhá, đèn nấm này. Cái con đèn nấm này thì bên em đang bán giá là chỉ có 30k cho một con đèn nấm thôi. Đấy, 30.000 luôn nhá. Đấy, 30.000 cho một con đèn nấm này, giá cực kỳ rẻ luôn. Đây các bác, giờ sẽ cắm test bác xem này. Đấy đi bác về cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó và các bác. Đấy cái đầu này vào này. Đấy thì nó sẽ sáng lên luôn nhá. Đây các bác, khi mà các bác bịt cái chỗ này vào này. Đấy thì đèn sẽ sáng lên này. Đấy gọi là đèn nấm nhá. Đấy thì nó như kiểu dạng như kiểu cái đèn ngủ ấy. Nghĩa là buổi tối thì nó tự động nó sẽ sáng và ban ngày tự động sẽ tắt này, em bỏ ra này. Đây là cái phần đít cảm biến này, cái đít này cảm biến này. Đó đây. Các bác giữ một chút này. Đó thấy không? Đấy, có thấy không? Rất đẹp nhá. Nói chung là các bác dùng con này làm đèn ngủ rất là hay. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô cái lọ trầm trầm hương này. Đấy cái lọ trầm hương, cái lọ trầm nhan này các bác nhá. Đây, một hộp này của nó thì rất là nhiều luôn. Hộp này của nó hình như là của nó là 50 thôi các bác nhá. Đấy một hộp này của nó là 50 này, cực kỳ là nhiều. Nói chung là hàng về đốt rất là thơm nhá. Đây, đó một hộp của nó đây, nó từng một cái vòng một như này. Đấy, từng vòng một này. Về đây bác gỡ ra bác dùng. Đó, gỡ ra bác dùng nhá. Bác đốt này, rất là thơm nhá. Cái này của nó là hai vòng nhá. Về bác gỡ ra như này. Đấy gỡ ra thì ở đây nó sẽ là được hai vòng luôn này. Đấy gỡ ra được hai vòng luôn. Đó, rất là tiện dụng, mua về bác đốt tết nhất các thứ ra. Đó, rồi là đốt mình cho nó thơm nhà các thứ là cũng rất là hay. Đó cực kỳ là xịn sò. Dòng trầm nhan hương. Đấy thì các bác lên nhanh mã trong dòng sản phẩm ấy có cái lọ trầm hương nhá. Lọ trầm hương này thì cái hộp trầm hương. Đấy hộp trầm hương này. Con hộp trầm hương này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá chỉ có 50k cho con hộp trầm hương thôi. Đấy 50.000 cho một con hộp trầm hương nhá. Đấy, 50k một con. Giá cực kỳ tốt quá nhá. Rất thơm nhá. Đấy mùi nó lạ lạ, nói chung nó rất là thơm, cái mùi trầm rất là thơm luôn nhá. Đấy rất xịn sò, hộp được rất là nhiều, 50k nhưng mà được cực kỳ nhiều luôn, nói chung về các bác đốt thoải mái. Đấy 50.000 mà nó đựng trong một cái hộp này nhìn rất là sang xịn mịn luôn, các bác có thể mua về biếu tặng làm quà cũng rất là hay. Đó 50k một hộp đó nhá. 50.000 một hộp trầm hương nha. Là cái lô keo dính đa năng. Đó bên em về tiếp tục cái dòng lô keo dính đa năng này. Đấy dòng lô keo dính đây nè, cực kỳ xịn sò. Một típ này của nó là 60g nhá. Đấy các bác dính mọi chất liệu luôn. Đấy, dính sắt, gỗ, ghiếc, các kiểu kính, kiếc, đá hoa. Rồi là kim cương, vàng, bạc. Các bác dính các kiểu luôn nhá. Đấy một típ 60g hàng vẫn nguyên siêu này. Về thì bác khui ra các bác dính thôi. Đấy dính rất là ngon nhá. Đấy dòng keo dính đa năng cực kỳ xịn sò của Nhật quá nhá. Cực kỳ ngon. Đó hàng gửi đến tay bác là nguyên hộp này.
Nói chung là một cái tip 60 gram này thì các bác dùng thì tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng dính được rất là nhiều việc, dùng dính rất là nhiều thứ nhá. Đây em sẽ mở cho bác xem một video mô tả về cái dòng sản phẩm này. Đây nha các ơi, đây này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomonel công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đây là về cái dòng sản phẩm keo dính đa năng bên em đang phân phối này, cực kỳ xịn sò, ngon chất lượng. Đó, mà giá cực kỳ bình dân luôn. Đó, các bác lên mã cho em cái keo dính đa năng. Đó, keo dính đa năng bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá một cái tip 60g như này, bên em bán giá là chỉ có 50k cho một tip thôi. Đấy, 50k cho một cái tip keo dính đa năng thôi nhá. Đấy, thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm keo dính đa năng. Giá đang phân phối đến tay các bác là 50.000 cho một sản phẩm các nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô vòi V21 cực kỳ xịn sò, chất liệu là inox 304 này. Đấy, hàng gửi đến tay bác hàng nguyên hộp luôn nhá. Đây, hàng của nó là hàng nguyên hộp như này. Đấy, vòi inox 304 cực kỳ ngon chất lượng này. Đây, đó một con vòi đâu nhá. Con này thì các bác mua về kết nối gen 21 bình thường nhá, chất liệu inox 304. Các bác nhìn này, inox cực kỳ dày chất lượng nhá. Khóa thì cực kỳ là trơn tru. Đấy, đóng ngắt rất là ngon, giá nó cực tốt luôn. Đấy, inox 304 này. Đó. Ở cái phần này nó có cái đầu này. Thì các bác kết nối rất dễ. Bây giờ thì nhiều những cái thiết bị nó kết nối theo những cái dạng chụp như này. Các bác đẩy chụp vào đây thì nó sẽ kết nối này. Đấy, ví dụ như là vòi tưới cây hay là các thứ thì nó hay sử dụng cái dòng cái khớp nối như này có nhá. Đấy nên là rất là dễ. Ngoài ra thì các bác có thể xoáy ra. Đấy, xoáy ra mà nhiều vòi, những cái vòi nó có cái gen này các bác có thể kết nối gen vào đây. Con này nó có gen luôn. Còn không thì các bác lắp cái chụp này vào, các bác kết nối qua cái chụp này. Đấy, nói chung là cực kỳ đa di năng một cái con vòi nối như này. Inox 304 nhá, cầm rất là chắc tay, nặng tay luôn nhá. Mà giá cực kỳ tốt luôn. Đó, em sẽ đo tổng quan về cái phần kích thước của cái con vòi này nhá. Con vòi này thì cái phần chiều dài của nó là đi 9 cm này. Đấy, 10 cm các bác nhá, khoảng tầm 10 cm này. Đó, phần chiều cao của nó này. Chiều cao của nó là 9 cm nhá. Đấy, chiều cao của nó là 9 cm. Đấy, gen là gen V21 nhá. Gen vào là gen V1, dòng gen phổ thông rồi. Đấy, về thì bác cuốn cho em thêm một chút băng keo non nữa là lại ngon lành cả nhà. Lại kín mít, lại ngon lành ngay. Đấy, ngoài ra là đây có gen để hỗ trợ các bác có thể là chế cháo kết nối. Ở đây thì có chụp gen này. Đấy, ví dụ như là các bác nhà các bác dùng những cái vòi máy giặt ấy, các bác kết nối qua cái vòi này rất là hợp lý này. Đó. Rồi là đóng ngắt rất là êm nhá. Đấy, đóng ngắt rất là êm ái, chất liệu là inox 304. Hàng thì bao dùng, bao xài, bao test các bác luôn nhá. Inox cực kỳ dày chất lượng. Đó thì các bác lên mã xem là cái con vòi nước V21 nhá. Đấy, con vòi nước V21 này. Đấy, vòi nước V21. Con này thì đợt này bên em bán giá cực tốt luôn. 60k cho một sản phẩm này. Đấy, giá là chỉ có 60.000 cho một con vòi nước V21 thôi nhá. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, chất liệu là inox 304 luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thôi nhá. V21 60k cho một chiếc vòi V21 các bác nhá.